Anh chị em nào mà có câu hỏi thì cứ đặt xuống câu hỏi nhé. Ví dụ như bạn Đặng Hoàng có cái phần đó là gì ạ? Ứng dụng chat GPT và nghiên cứu luật. Ví dụ như là luật đấu thầu và mua sắm. Thì xin thưa các anh chị em là có một số cái thành phần ấy là chúng ta không nên hỏi chat GPT. Cái thứ nhất đấy là luật. Cái thứ hai là lịch sử. Cái thứ ba đấy là chính trị. Thứ tư đấy là gì ạ? Đấy là những thông tin cá nhân. Đấy. Đây là những thứ chat GPT không trả lời. Tại sao ạ? Bởi vì nó trả lời bị sai. Đã rất nhiều người test rồi. Khi mà nó ví dụ bảo là tôi đang bị cảm cúm, tôi nên uống thuốc gì, nó đưa ra một loạt thuốc nhưng mà gì ạ? Nhưng mà không đúng. Mỗi lần nó lại đưa ra một loại thuốc khác nhau anh chị ạ. Thế thì bây giờ mình mua thuốc mình uống theo nó là chết. Bây giờ luật cũng vậy, nó yêu cầu rất là chuẩn, rất là chính xác. Nhưng mà mỗi lần nó tư vấn một kiểu khác nhau. Anh chị em thấy có ổn không ạ? Không ổn tí nào. Cái thứ hai nữa là luật của Mỹ thì may ra nó được học, chứ luật ở Việt Nam và các nước khác ấy thì có khả năng là nó chưa được học. Nhưng mà con này nó có một cái tài năng, đấy là gì ạ? Đấy là tài năng bịa rất kinh, tức là nó không biết mà nó nói như là nó biết ấy. Cho nên anh chị em nếu mà dùng nó để tư vấn luật là không ổn. Nhưng anh chị em có thể làm việc này này. Đấy là tóm tắt các cái cuốn sách luật. Tóm tắt các cuốn sách luật thì nó làm được. Ví dụ như là, nhưng mà cũng đa số các cái cuốn sách luật mà bằng tiếng Anh thôi. Chứ bảo mà tóm tắt tiếng luật mà tiếng Việt là nó cũng không ổn đâu. Cho nên nếu như bạn muốn học luật hoặc là nghiên cứu luật nhưng mà bằng tiếng Anh, các cái luật của Mỹ thì dùng con này nó có thể tổng hợp lại cho mình. Ví dụ như nó tổng hợp cho mình là những cái điều khoản nào đấy ứng với một cái tội danh nào đó, kiểu như vậy, thì nó sẽ liệt kê ra được cho mình dựa trên cái dữ kiện mình đưa vào. Ví dụ như là với cái điều khoản này nó rất là dài như này, được chưa? Đấy, thì bây giờ lọc ra cho tôi những cái đoạn nào mà nó phù hợp với cái tội danh này thì nó lọc ra cho mình. Cho nên là đây là một trong yếu tố mà chúng ta không nên sử dụng chat GPT. Nhớ như vừa nói đấy, một là luật này, hai là chính trị này, ba là văn hóa, bốn là lịch sử, năm là gì ạ? Là y tế. Đấy. Các cái bộ môn này là chúng ta chưa nên để mà để chat GPT tư vấn, không nó làm sai hết. Bây giờ hỏi là ví dụ như là hỏi nói về nhà văn Ngô Tất Tố của Việt Nam chẳng hạn, như rất nhiều người hỏi trên mạng nó sai hết. Hoặc là Nam Cao, hoặc là Chị Dậu, hoặc là những cái tác phẩm văn học ở Việt Nam là nó nói lung tung hết. Đấy. Thì đấy là cái vấn đề mà mình nên lưu ý. Ví dụ như hỏi về Quang Trung Nguyễn Huệ thì nó bảo là hai anh em kiểu vậy. Rồi. Cách sử dụng GPT trong ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục. Giáo dục thì rất ok nhá. Giáo dục là một cái ngành mà áp dụng chat GPT cực kỳ hay luôn. Ví dụ viết content, tạo video, đăng lên các kênh YouTube. Ok nhá, giáo dục này, viết content này, tạo video này. Đấy. Để mà phục vụ cho việc xây dựng kênh YouTube và TikTok thì cực kỳ dễ, cực kỳ ngon. Những cái gì mang cái kiến thức mà nó gọi là thưởng thức ấy, chung chung ấy, thì nó rất là dễ. Những cái nó mang tính chất là nó hơi đặc thù một tí, anh chị em lưu ý. Demo giúp cách làm logo, content và kịch bản nội dung về mảng điện thoại. Ok, câu hỏi này hay đấy. Đấy, logo thì chat GPT nó không làm, mà content, kịch bản thì nó làm được nhé. Đấy, về một cái mảng nào đó cụ thể thì nó hoàn toàn có thể làm được. Ok, rất tốt. Anh chị em là có câu hỏi cứ đặt xuống câu hỏi nhé. Nếu mà có nhiều câu hỏi mà anh chị em quan tâm ấy, thì mình sẽ hướng dẫn theo cái hướng đó. Đúng không ạ? Nếu anh chị em không có câu hỏi thì mình sẽ hướng dẫn anh chị em thực hành những cái câu lệnh mà ngày hôm qua, hôm trước anh chị em học. Mình học rồi. Nhưng mà bao nhiêu anh chị em đồng ý với mình là gì ạ? Mình học ấy, thì nó rất là nhanh. Mình chỉ biết là nó có thể làm được như vậy. Nhưng mà mình thì lại chưa thực hành. Xong đến lúc sau hỏi, thế bây giờ mày viết cho tao câu lệnh để mà gì ạ? Để mà nó đóng vai một người nào đó để phỏng vấn chẳng hạn, thì mình lại không biết viết, đúng không? Đấy. Ok nhá. Logo thì nó lại sang cái con AI khác. Đấy, một là Dali, hai là Midjourney, ba là một loạt các cái con AI chuyên làm logo. Một loạt những con là chuyên làm logo nhá. Rất là hay. Đấy, thì logo thì để hôm khác. Ok ạ. Logo sẽ hướng dẫn để hôm khác về đồ họa. Tất cả những con về đồ họa Huy sẽ review cho anh chị em một loạt khoảng độ tầm 5 con AI để anh chị em làm logo rất là dễ. Đấy, Thế Vương mới chỉ đưa ra một con thôi, Huy hướng dẫn anh chị em làm 5 con luôn. Đúng không ạ? Kể cả là làm bằng Midjourney luôn, đồ họa logo 3D luôn. Có cách nào để con Midjourney nó vẽ người ở các hình sau giống người hình trước không ạ? Thực ra là cái việc này thì cũng đang nghiên cứu, nhưng mà thực tế là cũng chưa người nào mà vẽ được một cách như vậy. Bởi vì như này, kể cả đưa cái ảnh trước vào, tức là mình đưa cái ảnh
mình vẽ xong nhé, có một cái hình mẫu rồi, mình lấy cái ảnh đấy đưa vào, xong đâu mình nói rằng là gì ạ, là vẽ cái này theo cái hành động này, nhưng mà nó cũng không làm được, nó không làm được anh chị ạ. Đấy, thì cái này mình đã test nhiều lần rồi nhưng mà vẫn chưa ổn. Đấy, cho nên là vẫn đang phải nghiên cứu thêm. Hôm trước Huy đăng cái chuyện của Huy lên trên mạng thì có rất nhiều người bảo vào là phải dùng thuật toán này, thuật toán kia, người dùng cách này cách kia. Đấy, nhưng mà Huy thấy là Huy sử dụng hết rồi nhưng mà nó vẫn không được. Thì không biết là ai mà làm được rồi thì mình sẽ phải hỏi thêm cái phần này. Đấy, nó cũng chưa nhìn thấy ai làm được truyện tranh mà bằng Midjourney mà nó xuyên suốt từ đầu đến cuối mà nhân vật nó giống nhau được. Chưa nhìn thấy ai làm được cái này. Hôm trước anh chị em vào Zoom mà Huy hướng dẫn cách làm truyện tranh với Midjourney á, anh chị em thấy là Huy phải tinh chỉnh từng ly từng tí một, đúng không? Đấy, và có nhiều người không biết cách dùng Midjourney theo cái dạng là dùng là server riêng ấy. Thì mình ngồi mình xem, mình viết xong bắt đầu nó có rất nhiều bài viết khác nó chèn vào, nó nhảy vào ấy, nên là rất là mệt luôn. Ok, thì hôm nay sẽ hướng dẫn một số này câu hỏi này, ví dụ câu hỏi của bạn Đào Anh này với cả Quang Huy này, đấy là gì ạ? Sử dụng chat GPT để viết content, tạo video, kịch bản. Thì cái này á, là cái này là Huy sử dụng ChatGPT làm thường xuyên luôn anh em. Nó gọi là thường xuyên luôn. Tại sao ạ? Bởi vì là Huy có một cái mảng làm video AI. Anh chị em biết điều này rồi đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em đã biết điều này rồi? Đấy, thì comment là số 1, còn chưa biết thì comment số 2 để Huy giới thiệu. Tức là Huy nhận dịch vụ làm video AI quảng cáo cho các cái nhãn hàng. Chưa biết thì comment số 2 để Huy giới thiệu, còn biết rồi thì thôi. Chưa biết ạ? Ok nha, thế Huy giới thiệu nhanh nhé. Tôi là Yoken, tôi tạo ra thu nhập rồi. Rồi, tổng thống đầu tiên dùng chắc. Những ngày qua thì câu chuyện đúng nhận sai cãi của cổ đông ở Hải Dương. Và đi hướng dẫn anh chị em cách vào Canva nhận khi mà nhận được cái lời mời nhé. Khi mình nhận cô thiết kế này rất là. Và đi hướng dẫn anh chị em cách vào Canva nhận khi mà nhận được cái lời mời nhé. Khi mình nhận được cái lời mời. Rồi tổng thống đầu tiên. Ok. Anh chị em nhìn thấy màn hình nhé. Nhìn thấy màn hình của mình. Tôi là Yoken, tôi tạo ra thu nhập được rất. Tôi gì đâu rồi. À, ok. Ví dụ như là Huy làm cái video quảng cáo nhé. Chào mừng đến với nhà sản xuất sản phẩm giảm mỡ cao cấp. Tôi là Sarah, người máy AI thông minh đại diện cho công ty Ngọc Thảo. Bạn đang tìm kiếm một giải pháp hiệu quả và an toàn để giảm mỡ. Bạn không còn tự tin với vóc dáng sau sinh của mình. Hãy để tôi giới thiệu cho bạn sản phẩm mới của chúng tôi, Zero trái cây Jamila Slim. Với sự tăng cân chóng mặt sau sinh, bắp tay, bắp chân và vùng bụng của bạn đã tăng đáng kể, khiến bạn không còn tự tin với bản thân mình. Sự lo lắng và áp lực này có thể gây stress và ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Nhưng đừng lo, vì chúng tôi có giải pháp tuyệt vời dành cho bạn. Zero trái cây Jamila Slim được chứng nhận không chứa bất kỳ chất cấm nào có hại cho sức khỏe người tiêu dùng bởi Bộ Công an Kỹ thuật Hình sự Hà Nội cấp phép. Sản phẩm đã được Giám đốc Viện Dinh dưỡng Quốc gia giảm dày. Mỗi gói Zero được chế tạo hoàn toàn từ những thành phần thiên nhiên như quả dứa, kim ngân hoa, lá sen, chè vàng, nghệ, táo xanh có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ quá trình giảm cân, làm đẹp da và tăng sức khỏe. Ok, đây là cái video mà Huy làm cho khách hàng, được không ạ? Bao nhiêu anh chị em mình muốn mình cũng làm được cái video giống như vậy cho bản thân mình, cho cửa hàng điện thoại của mình này, hay là cho công ty tư vấn luật của mình này, hay là cho công ty giáo dục của mình này, được không ạ? Cực kỳ dễ. Trong vòng khoảng độ 1 tiếng đồng hồ gì đó. Nếu mà Huy làm bây giờ ấy, khoảng 1 tiếng đồng hồ là Huy làm được cái video như vậy. Bao nhiêu anh chị em muốn học cái cách đấy để áp dụng luôn vào trong công việc của mình, đúng không nhỉ? Hôm trước thì Huy đã hướng dẫn anh chị em cái điều này rồi. Đấy, và có các cái video hướng dẫn chi tiết ở trong cái nhóm kín rồi. Cho nên anh chị em ở trong nhóm kín thì anh chị em xem lại các cái video Huy đã hướng dẫn. Được chưa? Rất là dễ, làm từng bước. Ok không ạ? Đấy. Thế còn Huy chia sẻ cho anh chị em cách mà Huy sử dụng cái con này để Huy viết kịch bản. Huy viết kịch bản của cái video đấy luôn. Đấy nha.
đây là Huy cho anh chị em xem cái thực tế mà Huy đang làm nhé. Không có cái gì lý thuyết hết ở đây, mà đây là thực tế mà Huy đang làm. Huy đang trao đổi với cả khách hàng của mình như này nhé. Và Huy sử dụng ChatGPT để viết kịch bản như này. Đây. Đấy. Đấy, đầu tiên là họ gửi cho Huy những cái tài liệu của họ này. Đấy. Sau đó họ gửi một số cái thông tin về tài liệu này, được chưa? Đó. Sau đó thì Huy bảo là để mình sẽ phải viết lại kịch bản, được chưa? Thế thì từ kịch bản của họ nhé, từ cái file của họ nhé, thì Huy gửi 3 kịch bản khác nhau. Kịch bản số 1 này, à, kịch bản của video đầu tiên, video số 1, kịch bản 1 này, đấy, kịch bản 2 này, kịch bản 3 này, anh chị em không ạ? Rồi video số 2, từ cái dữ kiện họ đưa ra, đấy, nó có 3 phần khác nhau. Thì mỗi một phần Huy đưa cho họ 3 cái kịch bản khác nhau. Kịch bản 1 này, kịch bản 2 này, kịch bản 3 này, video số 3, kịch bản 1 này, kịch bản 2 này, kịch bản 3. Anh chị em thấy không ạ? Rất là chi tiết luôn. Sau đó họ lấy một cái kịch bản, họ sửa lại một chút, họ bảo là cái đoạn này em sửa lại một tí. Được chưa? Nó sửa lại một tí xong đấy thì họ sửa lại thì họ copy ở đâu về? Nó nhiều lỗi chính tả quá. Đấy. Nhiều lỗi chính tả quá, bảo thế Huy bảo họ sửa lại vẫn sai. Thế mình bảo là gì ạ? Nhiều lỗi chính tả quá, để anh viết lại cho em nhé. Đấy. Thì nó bảo dạ. Sau đấy mình đưa vào ChatGPT mình viết lại một phát. Xong nó bảo là anh sửa nhanh quá, hay quá anh, đọc xa hẳn, hóng video quá ạ. Anh chị em thấy không ạ? Không chỉnh một chữ nào hết, toàn bộ là ChatGPT làm, và chỉ trong vòng gì ạ? Chỉ trong vòng mấy chục giây thôi, nó đã ra được kết quả luôn. Và khách hàng, phản ứng khách hàng anh chị em thấy sao ạ? Hay quá, đọc xa hẳn lên. Giữa cái bản này nhé, với cái bản trên này nhé, nó khác nhau hoàn toàn luôn. Anh chị em thấy không ạ? Nó khác nhau hoàn toàn luôn. Câu cú nó rất là logic, đơn giản. Đấy, là em hài lòng mấy điểm từ 1 đến 10, mới cho nội dung cho 10 điểm luôn. Đấy, thì lúc đấy bắt đầu mình ok triển khai. Đấy, tức là gì ạ? Những cái người mà đặt hàng mình ấy, thì cái bước 1 đấy là chốt kịch bản. Chốt xong kịch bản thì mới đến bước 2, bước 3, bước 4. Đấy, kịch bản mà chưa chốt xong ấy, thì mấy làm bước sau kia hỏng hết. Đấy, cho nên đầu tiên bước 1 kịch bản mấy điểm, 10 điểm, ok, xong rồi nhá, chốt xong nhá, xong bước 2. Đó. Khi sang bước 2 thì bắt đầu lúc này thì mới đưa vào giọng nói AI, đưa text, chuyển text sang gì ạ? Sang voice. Đấy, thì mình cũng đưa cho họ hai cái phương án. Một phương án miền Nam, một phương án miền Bắc. Đấy, thì nó chọn phương án miền Bắc. Thế mình mới hỏi là em hài lòng mấy điểm từ giọng nói này, từ 1 đến 10. Nó bảo là 5 điểm, vẫn cho icon đó là hào hứng. Thế thì mình mới bảo là gì ạ? 5 điểm thì không được, để mình tìm cách cải thiện. Đúng không nhá? Bắt đầu tiếp tục sang giọng Hoài Anh. Đấy, giọng nãy là giọng miễn phí, đây là giọng trả phí, em xem có khác không? Thì nó lại vẫn chọn cái bên trên, nó không chọn cái giọng trả phí. Thế mình bảo là gì ạ? À, cái dưới hơi hụt hơi, thì hụt hơi do mình chỉnh tốc độ nó chậm. Thế mình vẫn chỉnh cái đấy, mình chỉnh tăng lên không bị hụt hơi nữa. Đấy. Thì nó bảo nghe hay hơn rồi, mình bảo ok chưa? Nó bảo rồi ạ. Em hài lòng mấy điểm với giọng này từ 1 đến 10? Nó bảo 10 điểm. Ok, chốt về vật giọng nói nhá. Được chưa? Xong bắt đầu mình bảo là gì ạ? Chọn AI thì chọn cô nào, một trong hai cô này. Đấy, thì nó bảo chọn cô tóc quăn. Đấy. Thì còn cô nào nữa không? Còn nhiều cô nữa, nhưng hai cô này thì hiện tại đang là linh động nhất. À, có cử động tay chân, còn nếu như người khác ấy, nó chỉ là mỗi cái phần mặt thôi, nó rất là khô, rất là cứng. Còn những cô này ấy, là có tay chân có cử động, cho nên nó sẽ linh động hơn. Đấy, thì là chọn cô này. Sau khi chọn xong thì mình ra được cái bản voice cộng với cả AI nói. Đấy, thì nó ok rồi. Sau đấy thì bắt đầu mình mới đưa vào, mình làm cái video nền. Cái video nền là cái video chạy ở phía sau anh chị em. Thì video nền đó thì mình dùng Pictory để mình làm, thì nó dễ hơn so với là dùng InVideo. Dùng InVideo thì không khác, thì dùng CapCut, cho nhanh, đỡ phải mua. Đấy. Thế thì sau đó thì ra được cái bản cuối cùng. Đấy. Đấy, ra được bản cuối cùng thì sau đó nó rất là hài lòng. Đây, mình gửi ra cái bản cuối cùng này. Đấy, thì cuối cùng nó rất là ok. Đấy, hay nè. Đấy. Đó. Đấy, như vậy là gì ạ? Anh chị em thấy không? Là Huy sử dụng ChatGPT để làm kịch bản cho khách hàng. Tức là gì ạ? Không chỉ làm cho mình mà mình còn bán được cái kịch bản đó. Mình còn bán được cái gì ạ? Cái thành quả mà mình làm cho khách hàng. Chứ không chỉ là nghiên cứu nữa. Ở đây nó không chỉ là nghiên cứu nữa mà Huy áp dụng nó vào trong công việc, vào trong việc kiếm tiền. Huy đã kiếm được tiền rồi. Được chưa? Đấy. Và cái mức độ hoàn thiện cái video là rất là chuyên nghiệp luôn. Anh chị em vừa rồi xem cái video rất là chuyên nghiệp đúng không ạ? Không hề có một cái gì hoàn toàn xứng đáng để mà nhận tiền đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em muốn làm cái video đấy, mình tự làm video đấy, comment tôi này. Đấy. Hướng dẫn làm từng bước cho anh chị em luôn. Không hề khó tí nào anh chị em. Huy làm bây giờ, ngày xưa ấy, lúc mới, ngày xưa cách đây khoảng độ tuần thôi,
Đấy, Huy làm thì mất khoảng độ tầm nửa ngày, thậm chí là một ngày mới xong một cái video anh em ạ. Đấy là có AI hỗ trợ nhá. Còn nếu không có AI hỗ trợ, anh chị em xác định một video đấy làm trong vài ngày. Nhưng bây giờ nếu như mà ngồi trực tiếp hoặc là ngồi với cái người mà đặt hàng của mình ấy, mà nghiêm túc trao đổi liên tục liên tục ấy, chứ không có chọn thời gian gửi tin nhắn xong chờ mẹ nửa ngày nó mới trả lời thì không tính nhá. Nếu mà làm việc liên tục ấy, thì đúng một tiếng đồng hồ kể từ khi mà nhận dữ kiện, nhận xong dữ liệu cho đến khi hoàn thành video, đúng một tiếng đồng hồ là xong cái video. Anh em thấy được không? Tốc độ làm việc thấy quá kinh không? À, video như này bình thường ấy là không hề dễ dàng như nào. Một cái video quảng cáo như này ấy, là cái bên anh bạn Huy là anh Hồng bên chỗ Vietstarmark ấy, là anh thu ít nhất là 10 triệu. 10 triệu một cái video quảng cáo như thế này, 10 triệu anh chị. Anh chị em biết Huy thu bao nhiêu không? 500.000. Tại sao ạ? Bởi vì bây giờ mình cũng đang hoàn thiện cái kỹ năng của mình, cho nên mới có cái giá đấy. Nhưng mà sau này nó sẽ giá nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tăng lên là 1 triệu, là 2 triệu, là 3 triệu, là 5 triệu. Đúng không ạ? Thì đấy là cái mà Huy hướng dẫn anh chị em cách để mà chúng ta sử dụng cái ChatGPT áp dụng vào công việc. Bây giờ anh chị em có muốn là áp dụng trực tiếp vào cái công việc của mình không? Ví dụ như bạn Quang Huy. Bây giờ nhá, bạn Quang Huy với bạn Đào Anh, hai bạn này đều muốn sử dụng ChatGPT viết content đăng tải trên kênh TikTok. Nhưng mà bạn Đào Anh thì không nói là ứng lĩnh vực giáo dục thì nó hơi chung quá. Thì mình sẽ demo cái cách làm content và kịch bản cho bạn điện thoại nhá. Đấy, với cả bạn Quang Huy này có trong nhóm kín này, đã được ưu tiên này. Còn bạn Đào Anh thì không biết có trong nhóm kín chưa. Ok nhá. Rồi, bây giờ Quang Huy muốn làm kịch bản cho mảng điện thoại thì bây giờ bắt đầu mình cụ thể hơn này. Đấy, thì mình phải có những cái dữ kiện, ví dụ như là cái logo của mình là gì này, thương hiệu của mình là gì này, mình muốn chia sẻ về cái điều gì này, ví dụ giới thiệu về văn phòng, về công ty, đấy, giới thiệu về thương hiệu, hay giới thiệu về cửa hàng, hay giới thiệu về sản phẩm, mình muốn nói về điều gì, đúng không ạ? Ví dụ như là bây giờ mình vừa mới về một cái dòng điện thoại là iPhone 8 hoặc là iPhone Pro Max, ví dụ thế, iPhone XS Max. Đấy, mình muốn đẩy cái lô hàng iPhone XS Max, mình làm cái video. Đấy, cứ cho như là mình thuê đi thì cũng phải hết 500.000. Còn nếu mình tự làm thì chắc chắn nó rẻ hơn, đúng không ạ? Thì mình phải có dữ kiện cho nó. Đầu tiên là phải đưa dữ kiện, thì có dữ kiện thì ChatGPT nó mới làm kịch bản được. Nó không có dữ kiện gì thì nó không làm được. Đúng không? Quang Huy đâu à? Áo mẹ ra ngoài, hay thật. À đâu? Vẫn đây, bật cam lên em. Để đúng cái đoạn mà thực hành thực tế thì lại. Bật cam lên. Có muốn thực hành thực tế không? Có đấy không Huy ơi? Ok, nếu như mà Quang Huy không có ở đây nhá, thì Huy sẽ lại hướng dẫn anh chị em cái bước khác. Ok nhá. Hướng dẫn trong lĩnh vực giáo dục của bạn Đào Anh đi. Ok nhá. Anh chị em nào có câu hỏi? Cái gì? Đào Anh có đấy không? Dạ vâng em có. Em có trong nhóm kín chưa? Dạ vâng em có. Em có ở trong nhóm NQH team chưa? Hay là nhóm ứng dụng? Dạ em chưa có, thấy đến ad em vào. Ad vào thì liên hệ với trợ lý Huy nhé. Vâng ạ. Liên hệ với bạn Trần Phương này. Ok nhá, thì em muốn hỏi về cách ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục. Thì bây giờ em đang làm lĩnh vực gì? Giáo dục là cụ thể là lĩnh vực gì? Giáo dục nó rộng lắm. Giáo dục là ví dụ như là trang mạng, tức là một cái bài trang web ạ. Và mình có thể là thiết kế những cái video mà liên quan đến trung tâm, liên quan đến như là những chủ đề để giáo dục ạ. Cụ thể hơn đi. Cụ thể hơn cái mong muốn của mình. Mình không nói cụ thể mong muốn của mình thì ChatGPT nó cũng chịu, mà anh cũng chịu, không thể nào giúp em được. Cụ thể hơn đi. Em giới thiệu với em là em đang làm cái gì và em đang mong muốn điều gì. Dạ vâng, thế để em tóm tắt gửi trên nhóm chat ạ. Em nói luôn đi. Ví dụ như là em tạo cái content và tạo cái video để đăng tải lên kênh YouTube và TikTok ạ. Vậy đấy là mong muốn của mình. Thì trung tâm mình là trung tâm dạy về tiếng Anh hay tiếng Trung, hay là dạy về giáo dục trẻ em, hay là dạy về cái gì? Dễ hơn thế này.
văn là trung tâm sẽ dạy về tiếng tiếng Trung, tiếng Anh cũng như là lĩnh vực giáo dục trẻ em, tức là nó chung chung về mảng giáo dục ấy. Thì mình đoán phát trận hết luôn. Về... giáo dục nó rộng lắm. Vâng. Nhưng mà mình đoán ba cái phần là đúng hết luôn à? OK nha. Thế thì như này, đầu tiên ấy là hôm nay là em cũng anh chị em có nghe được, có nghe rõ bạn ấy nói không? Tại sao cái mạng của Huy nó yếu? Mạng yếu ạ, mạng mạng của bạn ấy yếu. OK nha. Thì đầu tiên ấy đấy là Đào Anh hãy suy nghĩ, tức là mình đầu tiên mình suy nghĩ. Thứ nhất là mình có cái đoạn giới thiệu, mình chuẩn bị nhé, mình chuẩn bị tài liệu này, giới thiệu về cái công ty, cái doanh nghiệp, cái trung tâm của mình. Giới thiệu nhé. Cái thứ hai là mình nghĩ về những cái thứ mình mong muốn sẽ làm cụ thể, đúng không ạ? Càng cụ thể thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ giúp mình dễ hơn, được chưa? Nó phải cụ thể. Thì đầu tiên mình chuẩn bị cái phần đó trước, sau đó thì mình sẽ hỗ trợ trực tiếp cái trường hợp của bạn, đúng không? Nhưng mà đầu tiên thì bạn liên hệ với bạn Trần Phương để vào nhóm kín nhé. Như ý em cũng muốn làm video giống thầy cho spa, nhưng mục tiêu nói bạn free chỉ cho 5 phút. Giờ hãy làm công cụ nào để có voi. Nhưng mục tiếng nói bạn free chỉ cho 5 phút. Công cụ nào để có voi. Công cụ thì em ở trong nhóm kín là em được cung cấp công cụ cho em dùng cả tiếng đồng hồ được. Nhá. Em có thể làm cả tiếng đồng hồ được, nhưng mà phải có cách, phải có mẹo. Trong nhóm đã hướng dẫn rồi. Đấy, nếu mà chưa vào thì vào đi. Đấy, còn nhá. Muốn quảng cáo dịch vụ xuất khẩu yến xào qua Mỹ, OK nhá. Yến xào qua Mỹ thì mình phải có cái bản quảng cáo, mình phải quảng cáo về yến xào của mình nó có gì hay, có gì tốt, đúng không? Sau mình quảng cáo về cái gì ạ? Về quảng cáo về cái doanh nghiệp của mình nó có gì uy tín, đúng không? Đấy, và mình phải nói về cái gì ạ? Nỗi đau của những cái người khách hàng tiềm năng của mình, đúng không? Đúng không ạ? Bạn Như Ý là có mặt, có ở trong nhóm kín chưa? Nếu mà có rồi thì xem lại video, được chưa? Xem lại cái video mà Huy đã hướng dẫn, cái video mà dài dài á, được chưa? Cái hôm mà Huy làm video là Huy copy quay màn hình toàn bộ, Huy gửi trong đấy, xem lại cái video đó. Thì trong đó Huy có hướng dẫn là gì ạ? Cách sử dụng cái các cái bản khác nhau. Ví dụ hôm nay, hôm qua cũng có bạn hỏi là sử dụng công cụ gì á, thì Huy cũng gửi công cụ ở trong đấy. Thứ nhất là TTF Free, thứ hai là FPT.ai, thứ ba là VP. Thì tất cả những con này nó đều có cái giới hạn thời gian. Tức là con Free thì nó đều giới hạn thời gian. Còn mình mua bản đấy thì không nói nhá. Nhưng mà free giới hạn thời gian thì mình làm thế nào? Nếu mà bị giới hạn thời gian ấy, anh Dũng đợi em tí. Khi mình bị giới hạn thời gian ấy thì mình chia nhỏ nó ra. Ví dụ như nó giới hạn là 2000 từ chẳng hạn, thì mình cắt nhỏ 2000 từ ra, mình tạo ra một file, xong lại 2000 từ ra, tạo ra một file, xong 2000 từ ra, tạo ra file, xong mình gì ạ? Mình ghép ba cái file đấy vào với nhau. Thế là mình có gì ạ? Mỗi file đấy nó khoảng độ được 2000 từ thì nó được khoảng độ 2 phút. Đúng không? Đấy, thì cứ ghép từng đấy cái file vào với nhau là thoải mái luôn. OK không? Rồi. Quang Huy, anh Dũng nói đi, anh Dũng định nói gì, anh Dũng nói đi. Anh các cái yếu tố mà vật liệu để cho cái quảng cáo thì anh cũng có đủ rồi. Vâng. Anh cũng làm rồi. Bây giờ anh muốn PT cái năng chắc PT nó làm nhiều kịch bản với lại nó hướng dẫn mình làm những cái nào hay hơn hả? Thì anh làm như nào rồi thì anh muốn thế nào là hay hơn? Tức là bây giờ là giống như là mình viết về những cái ưu thế của mình nè. Vâng. Rồi mình viết về cái thị trường Mỹ là xong rồi, nhưng mà mình viết thì dĩ nhiên không bằng rồi PT thằng chặt rồi PT nó viết thì nó sẽ đề xuất hay hơn. Rồi mình muốn những cái kịch bản video để mình làm theo ý tưởng đó. Ý tưởng gì ạ? Thì ý tưởng là dịch vụ xuất khẩu yến xào đi Mỹ đó. OK. Thì với bất kể dịch vụ nào nhé, kể cả của Quang Huy hay là cửa của anh Dũng ấy, thì đầu tiên ấy, mình phải xác định mấy cái thứ như sau. Thứ nhất, đấy là xác định đối tượng khách hàng mình hướng tới là gì. Được ạ? Mình hướng tới ví dụ xuất khẩu yến xào đi Mỹ chẳng hạn, thì anh muốn quảng cáo tới người dân Mỹ hay là anh muốn quảng cáo tới đối tác ở Việt Nam? Đúng không? Đúng. Thì cái đối tượng... Bước 1 là đối tác ở Việt Nam. Đúng rồi. Đầu tiên là cái đối tác ở Việt Nam, tức là anh muốn quảng cáo đến đối tượng khách hàng của anh là đối tác ở Việt Nam, những cái người mà đang làm xuất khẩu này hoặc đang làm những cái lĩnh vực mà liên quan, đúng không? Đấy.
đầu tiên là đối tượng khách hàng. Thì đối tượng khách hàng đó, chân dung khách hàng đó, họ là ai, họ sống ở đâu, rồi họ thu nhập họ như nào, rồi là nhận nỗi đau của họ là gì, vấn đề của họ là gì, mong muốn của họ là gì. Thì đầu tiên anh phải viết xuống những cái thứ đó đã, được chưa? Nếu mà anh không biết được thì anh hỏi ai biết rồi, đúng không? Hỏi ChatGPT. Hỏi ChatGPT nó sẽ chỉ cho em. Ok nhá. Ở đây bắt đầu triển khai cái của anh Dũng nhé. Đầu tiên ấy, thì bây giờ anh đối tượng khách hàng của anh là những người như thế nào, anh thử mô tả từ khóa cơ bản nhất là đối tượng khách hàng của anh nhỉ? Những đơn vị đang xuất khẩu yến xào qua đường tiểu ngạch, rồi dễ bị mất hàng, không an toàn. Rồi những người mà có thân nhân ở bên Mỹ mà muốn gửi hàng yến qua. Của anh là đối tượng khách hàng là chủ doanh nghiệp hay là cá nhân? Chủ doanh nghiệp là chủ yếu. Cá nhân cũng là phục vụ luôn, tức là hai đối tượng là phục vụ á. Đấy nha. Mình sẽ viết cái câu lệnh này nha. Hãy cho tôi biết 10 nỗi đau của những doanh nghiệp đang xuất khẩu yến xào. Yến xào. Yến xào. Xuất khẩu sản phẩm yến xào. Yến xào. Đi đâu? Đi quốc gia nào? Đi Mỹ. Rồi, theo đường tiểu ngạch hay là như này? Tập trung tiểu ngạch. Tập trung họ tiểu ngạch, họ phải giả dạng, phải họ đi. Thế còn nếu mà doanh nghiệp mà lớn rồi mà họ xuất chính ngạch rồi thì có phải là khách của anh không? Việt Nam bây giờ chỉ có hai đơn vị được xuất tên. Thì anh là một trong hai đơn vị đấy chứ? Anh có phải một trong hai đơn vị xuất chính ngạch không? Đúng rồi. Như vậy là cái đơn vị kia là đối thủ của anh không nhắm đến nó đúng không? Đúng rồi, đơn vị kia là Yến Xào Khánh Hòa rồi. Ok. Tức là anh là một trong hai đơn vị được xuất khẩu chính ngạch yến xào đi Mỹ, ở Việt Nam. Đúng rồi. Đúng chưa? Và bây giờ anh muốn là gì ạ? Gom tất cả cái đội mà xuất tiểu ngạch đi về làm cùng với anh. Đúng rồi. Ok, được rồi. Thế thì mình sẽ viết câu lệnh này. Hãy cho tôi biết 10 nỗi đau của những doanh nghiệp đang xuất khẩu sản phẩm yến xào đi Mỹ theo đường tiểu ngạch. Được chưa? Đến enter. À, nó không trả lời được. Đấy, thì bây giờ mình sẽ làm như nào? Mình sẽ yêu cầu cho nó đóng vai. Hãy đóng vai là một chuyên gia marketing nghiên cứu thị trường. Đấy, rồi cho tôi biết. Đấy, lúc nãy mình nói nó không chịu, nó xin lỗi tôi không trả lời. Nhưng bây giờ mình bảo là cho nó đóng vai một phát, nó trả lời luôn cho anh này. Alo, hàng gì đấy? Bởi vì cái này phải học những cái gì rồi. Hay chưa? Đấy, bảo đóng vai là một chuyên gia marketing nghiên cứu thị trường, cho tôi biết 10 nỗi đau của doanh nghiệp đang xuất khẩu yến xào đi Mỹ theo đường tiểu ngạch. Đấy, anh chị em muốn thử nhá, mình copy cái này nhá, anh chị em tự đưa vào phần chat của mình nhá. Thế thì không bật mic à, anh chị em tự đưa cái này vào phần chat của mình nhá, tự thử xem là nó ra được cái câu lệnh như vậy không. Đấy, đầu tiên là mình cũng nghe nhỉ. Đấy, viết như này. Đấy, khi mà Huy nói về cái này ấy, là tại sao nháy này, bởi vì biết là nó không hiểu rồi. Bởi vì nó không hiểu yến xào là cái gì đâu. Được chưa? Mình thêm chữ sản phẩm xong nháy kép vào đây rồi. Nhưng mà gì ạ? Nó vẫn không ra được. Ok chưa? Đấy, nó vẫn không chịu trả lời. Nhưng mà khi mình cho nó đóng vai một phát thì nó trả lời được ngay. Đây là một cái mẹo anh chị em lưu ý. Rồi. Thứ nhất là đối mặt với rủi ro pháp lý. Việc buôn bán các sản phẩm bất hợp pháp hoặc vi phạm các quy định về thương mại quốc tế có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như bị truy cứu hình sự hay bị tịch thu hàng hóa. Cái điều này đúng không anh Dũng?
Đúng rồi. Cái thứ hai đấy là thanh toán phí phải trả cho các bộ phận liên quan, bên cạnh chi phí sản xuất, vận chuyển hàng hóa, các doanh nghiệp còn phải thanh toán các khoản phí phải trả cho các bộ phận liên quan như các tổ chức buôn lậu, các cơ quan chính phủ và cảnh sát biên giới. Đúng nhận sai cãi nào? Đúng nhận. Đối mặt với những rủi ro về chất lượng sản phẩm này, việc sản xuất và vận chuyển đi qua đường tiểu ngạch có thể làm giảm chất lượng sản phẩm do độ ẩm, nhiệt độ và áp suất khác nhau làm giảm đi giá trị của sản phẩm, đúng không anh? Đúng rồi. Ôi trời, hay quá. Đối mặt với rủi ro về an toàn thực phẩm này, với việc sản xuất sản phẩm trong môi trường không rõ ràng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các sản phẩm có thể chứa các tác nhân gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Đúng luôn, đúng không? Đúng rồi. Không thể đảm bảo cung cấp sản phẩm đủ để đáp ứng nhu cầu, doanh nghiệp sử dụng đường tiểu ngạch để vận chuyển sản phẩm có thể gặp khó khăn trong việc đảm bảo lượng sản phẩm cung cấp cho thị trường Mỹ, khiến họ không thể đáp ứng nhu cầu khách hàng, đúng không anh? À, đúng, nhưng mà không quan trọng. Rồi, đối mặt với rủi ro mất mát hàng hóa, các sản phẩm bị mất hàng hoặc tịch thu trong quá trình vận chuyển có thể làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp, có không ạ? Quá đúng không? Rồi, khó khăn trong việc tiếp cận thị trường, sử dụng đường tiểu ngạch để vận chuyển sản phẩm có thể gây khó khăn trong việc tiếp cận thị trường Mỹ, tiếp cận khách hàng tiềm năng, đúng không ạ? Đúng rồi. Đối mặt với cạnh tranh khắc nghiệt, thị trường Mỹ là một thị trường cạnh tranh khắc nghiệt, các sản phẩm yến xào có thể gặp cạnh tranh từ các sản phẩm khác cùng phân khúc hoặc từ các sản phẩm thay thế, đúng không ạ? Đúng rồi. Khó khăn trong việc xây dựng thương hiệu do sử dụng đường tiểu ngạch để vận chuyển hàng hóa, các doanh nghiệp có thể khó khăn trong việc xây dựng thương hiệu và uy tín ở trên thị trường Mỹ, đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi, các rào cản thị trường, các doanh nghiệp có thể gặp phải các rào cản thị trường như chính sách thuế quan của Mỹ, các quy định về an toàn thực phẩm, các quy định về bảo vệ môi trường. Các rào cản này có thể làm tăng chi phí sản xuất vận chuyển sản phẩm, gây ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp, đúng không ạ? Cũng đúng, nhưng mà không phải học. Về ví dụ chính sách thuế này, về quy định này, đấy, các cái quy định này, đúng chưa? Ví dụ như là đi đường tiểu ngạch thì làm sao mà làm khai báo thuế được, đúng không? Không phải. Đấy. Rồi, như vậy là gì ạ? Là đầu tiên là chúng ta biết được các cái vấn đề, các cái nỗi đau của những cái người khách hàng mà mình đang hướng tới. Được chưa? Đấy, thế bây giờ mình hỏi nó là gì ạ? Tiếp tục mình bảo nó đóng vai tiếp nhé. Rồi, bảo nó đóng vai tiếp. Không bảo nó đóng vai là nó không nói cho mình đâu. Đúng, thị trường này. Đấy. Hãy cho tôi biết các giải pháp. Được chưa? À, với những nỗi đau trên. Nó biết được không? Đây là những cái giải pháp hoặc là những cái mong muốn. Đấy. Tức là khi mà mình nói chuyện với cả các khách hàng tiềm năng của mình ấy, thì mình đầu tiên mình đặt vấn đề, sau đó mình đưa giải pháp, và cái giải pháp đó mà bên mình lại cung cấp được, đúng không? Thì mình chia sẻ với họ. Đấy. Rồi, tìm đối tác vận chuyển đáng tin cậy, đúng chưa? Rồi, tìm đối tác phân phối đáng tin cậy, tìm kiếm kênh phân phối mới, tập trung vào chất lượng sản phẩm, xây dựng chiến lược marketing đa dạng. Đó. Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh. Đó. Như vậy là gì ạ? Ba cái yếu tố đầu tiên thì đều là gì ạ? Đều là tìm đối tác. Thay vì mình tự làm như ngày xưa nó rất là nhiều vấn đề, đúng không? Bây giờ mình tìm đối tác, tìm đối tác về vận chuyển này, tìm đối tác về sản xuất này, tìm đối tác về thương hiệu này, đúng chưa? Đấy. Đầu tư nghiên cứu phát triển, thì bây giờ thay vì mình đầu tư nghiên cứu phát triển thì mình tìm đối tác đầu tư nghiên cứu phát triển, đúng chưa? Đấy. Tăng cường quản lý đơn hàng và quản kho. Đấy. Đấy, hợp tác với các đối tác địa phương. Đấy. Đấy, tóm lại này. Các bạn tìm đối tác vận chuyển, phân phối tin cậy, tập trung vào chất lượng sản phẩm. Đó, được chưa? Ok nha. Như vậy là không chỉ ChatGPT không chỉ làm video cho mình mà nó còn gì ạ? Nó còn tư vấn cho khách hàng. Ví dụ anh Dũng đang là khách hàng của em, muốn làm cái video quảng cáo, đúng không? Thì ChatGPT nó tư vấn cho anh. Anh có thể hình dung trong đầu, nhưng để mà nói ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 này có thể là anh nói không hay bằng nó. À. Đúng không anh? À, nó lý luận hay hơn. Nó lý luận và nó phân tích nó hay hơn, rõ ràng hơn. Nhiều khi mình bảo cái đội này nó gặp vấn đề này, vấn đề kia thì mình nói miệng ra như vậy. Nhưng mà để nói ra một cách cưỡi gọn như này, đôi khi mình lại nói không bằng nó đâu. Đúng không ạ? Đấy. Các doanh nghiệp cũng có thể tham gia chương trình sản phẩm thương hiệu tại Mỹ này. Đấy, bên cạnh đó doanh nghiệp tăng cường tiếp cận các kênh bán hàng như Amazon, eBay, Alibaba này, tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng Mỹ này. Đấy. Anh đã sử dụng các cái kênh bán hàng trên Amazon, eBay và Alibaba chưa? À, chưa. Đấy, nó còn tư vấn cho anh đấy. Anh thấy không? Nó tư vấn trực tiếp cho anh đấy.
tại sao anh không sử dụng những kênh này? Anh đã là nhà sản xuất xuất khẩu, anh lại có gì ạ? Anh lại có giấy tờ đầy đủ chính ngạch. Tại sao mà anh lại không sử dụng kênh này? Đấy là một thiếu sót cực kỳ lớn của anh. Bây giờ tất cả những kênh này ấy, nó đều rất là dễ để mà tiếp cận, nó không khó như ngày xưa nữa. Alibaba này, em đã đưa sản phẩm lên Alibaba rồi, Amazon cũng đưa rồi, eBay thì chưa. eBay thì nó bán lẻ. Đấy, còn Alibaba bán buôn, Amazon thì nó cũng là bán lẻ toàn cầu. Thì bây giờ ấy là có rất nhiều các cái dịch vụ khác nhau. Đấy, ví dụ như là fulfillment FBA của Amazon chẳng hạn. Thì anh chỉ cần xây dựng một cái thương hiệu ở trên Amazon, sau đó là anh gửi sản phẩm của anh vào kho của Amazon, còn toàn bộ cái phần còn lại Amazon lo hết. Từ việc đóng gói, chuyển hàng, thu tiền, xong rồi điều chỉnh kho, rồi hàng tồn, hàng trả, tất cả mọi thứ nó lo hết. Anh chỉ việc làm một thứ là tạo ra cái store, sau đó là gì ạ? Chuyển hàng qua kho của Amazon. Amazon sẽ là cái kho của anh luôn. À, anh biết điều này chưa? Chưa. Ôi trời ơi, thế thì ngồi riêng với em tư vấn cho. Đấy, tức là mình không chỉ là làm cái video mà còn phải tư vấn cho cái khách hàng của mình nữa. Ok nhá. Rồi, khi mà anh làm được điều đấy thì anh bắt đầu là gì ạ? Anh lại hướng dẫn cho cái đội tiểu ngạch đấy, nó làm Amazon giống như anh. Mỗi thằng xây dựng một cái store đấy, và việc của nó là gì ạ? Nó lấy hàng của anh. Bởi vì hàng của anh đã được thông quan rồi, đã được chuẩn hóa, đã được sang Mỹ một cách chính thức rồi. Thì cái việc đấy là gì ạ? Là anh hướng dẫn bọn nó, anh đào tạo bọn nó gì ạ? Để hướng dẫn ngoài cách bán hàng trên Amazon sử dụng cái sản phẩm này. Đó. Thì như vậy là gì ạ? Là anh có thể tạo ra một loạt, anh sẽ chiếm lĩnh thị trường Mỹ luôn bằng những chính những người ngồi ở Việt Nam. Anh không cần phải sang Mỹ, anh vẫn bán được hàng ở Mỹ. Đấy là cái điều tuyệt vời của cái việc sử dụng áp dụng thương mại điện tử. Được chưa? Đấy. Ok, cái đoạn đấy thì để xong. Nhưng cái đầu tiên ấy là mình sẽ làm một cái video để mà gì ạ? Bước 1 đấy là nói về những cái vấn đề, những cái nỗi đau. Bước 2 đưa ra các giải pháp. Bước 3 là giới thiệu về doanh nghiệp của mình. Ok không? Doanh nghiệp của tôi là gì ạ? Là doanh nghiệp, một trong hai doanh nghiệp duy nhất, hạng một trong hai doanh nghiệp gì ạ? Được phép xuất khẩu chính ngạch sang Mỹ. Được chưa? Đấy. Rồi doanh nghiệp của tôi uy tín như nào, thương hiệu như nào, thời gian hoạt động bao lâu, rồi quy trình làm việc như nào. Thì những cái đấy thì anh phải biết ra, bởi cái đấy là của anh. Chắc GPT nó không biết. Đúng không anh? Nó làm sao biết doanh nghiệp anh tên gì? Đấy, thì cái đoạn đấy thì mình phải biết thôi. Nhưng cái đoạn này thì em tin là có rồi. Anh có website không? Có. Website của anh là gì? Để đánh nhiều cái. Anh gõ vào chat. Chị con, con đang học. Đấy, cho nên là những cái buổi Zoom như này là cái buổi Zoom thực chiến, tức là áp dụng vào trong công việc của chính mình luôn. Đấy, cho nên anh chị em chúng ta khi mà vào cái phòng Zoom này là mình chuẩn bị cái tài liệu để mà mình làm luôn. Đấy, và khi mà mình làm xong ấy, là sau cái Zoom này là mình có luôn một cái thành quả để mà gì ạ? Để mình đưa vào trong thực tế mình làm luôn. Đấy là Zoom thực chiến nó là như vậy. Chứ còn mình cứ học xong rồi chẳng áp dụng được gì vào thì học làm gì, đúng không ạ? Đây là cái website của anh đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi, ok. Rồi, rất tuyệt vời. Hình ảnh đẹp, rồi, bao bì đẹp, ổn đấy. Rồi, giới thiệu này. Rồi, đấy. À, cái đoạn giới thiệu này của anh chưa đầy đủ nhé. Cái đoạn giới thiệu này của anh chưa đầy đủ này, rất là sơ sài này. À. Được chưa anh? Vậy mình có thể dùng ChatGPT để mình viết cái bài quảng cáo, một quảng cáo đúng không? Nó có thể viết được nhưng mà nó sẽ không chính xác, bởi vì anh phải liệt kê ra cho nó những cái gọi là lợi điểm, những cái ưu điểm của mình, giống như là mình quảng cáo mình ấy, thì nó không biết mình là ai, nó không thể nói những cái lợi điểm của anh được, nó sẽ nói chung chung, anh hiểu không? Thì tức anh là mình phải cho nó là một cái chuyên gia, rồi mình cung cấp cái vật liệu phụ cho nó để nó xây dựng. Thì đúng rồi, anh phải cung cấp vật liệu cho nó thì nó mới xây dựng. Nhưng khi anh bảo là mày xây nhà cho tao, nhưng mà nó bảo là gạch đâu, vữa đâu, cát đâu mà tao không có, mày tự đi tìm đi, thì nó bảo tao chịu. Đúng chưa? Ok. Đấy, chứng chỉ chưa có, website này mới cập nhật à anh, mới làm à? Mới bỏ lâu giờ mới mới cập nhật lại, mới lấy được giấy phép xuất khẩu thì mình mới làm lại. À. Website này sơ sài quá. Anh như là một trong hai đơn vị mà có giấy phép xuất khẩu như vậy là quá là gọi là ưu tiên ưu đãi rồi. Tại vì không ai bỏ số lượng tiền lớn để mình xây dựng thương hiệu ở bên đó. Thì đúng rồi. Tự nhiên mất cả mấy tỷ bạc để làm thì mình dám làm.
người khác không dám làm chứ không phải ta làm không được. Không, bây giờ em hỏi anh nhé, anh bỏ mấy tỷ ra rồi để anh xây dựng thương hiệu rồi là xin giấy phép đúng không? Đúng. Thế mà cái website có mấy triệu mà anh không bỏ ra để anh làm cho nó đặt. Bây giờ, bởi vì mình chuyên về sĩ, bây giờ mới bắt đầu mình phải chú trọng cái lẻ. Mình chuyên về bán sĩ, bây giờ mà lấy được giấy phép thì bắt đầu phát triển cái kênh bán lẻ. Rồi. Tự vì á, giống như là bây giờ công ty mình tháng chỉ có xuất khẩu được có 20-30 ký, nhưng mà riêng cái chi phí mà mình phải trả cho phụ Mỹ về giấy phép, về luật sư, về bảo hiểm là một tháng mình đã tốn tới cả trăm triệu rồi. Ừ. Nếu mà mình không xuất khẩu đủ số lượng là mình lỗ. Thì đúng rồi. Tại vì, thành ra không ai dám làm là vậy đó. Thì đúng rồi. Rồi, ok nhé. Thì cái website này anh phải làm lại rồi. Ừ. Website này phải làm lại khá nhiều đấy. Chủ yếu là nội dung thôi. Về cái cơ bản website thì ok rồi. Vì đa phần anh không phải bán ở trên website, mà website của anh là website giới thiệu sản phẩm thôi. Đúng rồi. Để những người đại lý họ vào họ xem, họ biết họ biết anh là ai, họ biết sản phẩm anh là cái gì, chứ không phải là anh mà có giỏ hàng ở đây xong rồi mua một hộp hai hộp anh không thích bán một hộp hai hộp. Mà anh sẽ bán là chuyên về đi sĩ. Đúng rồi, anh phải bán nó vài ký trở lên thì nó mới đã. Đúng không? Đúng rồi. Ok nhá. Thế thì cái nguyên liệu mà để mà làm hiện nay chưa có. Bây giờ bảo anh ngồi anh nghĩ ra thì nó cũng mất thời gian. Thế thì tốt nhất là anh nên về anh viết lại theo cái hướng dẫn của em nhá. Đây. Ok. Bây giờ nhé. Hỏi nó luôn. Tôi cần những thông tin gì để quảng cáo giới thiệu về dịch vụ sản phẩm của tôi. Sản phẩm yến xào của tôi cụ thể đi, để bạn có thể viết kịch bản video cho tôi xem nó có tư vấn được không. Đấy, nó tư vấn luôn cho anh này. Để viết kịch bản video quảng cáo giới thiệu sản phẩm yến xào cho bạn, tôi cần biết những thông tin sau, được chưa? Thứ nhất là tính năng đặc điểm của sản phẩm yến xào, bao gồm các thành phần, giá trị dinh dưỡng, cách chế biến, vị hương vị, hình dạng, kích thước, màu sắc. Đấy, thứ hai là mục tiêu và lợi ích sản phẩm, như cải thiện sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, làm đẹp da, giảm stress, tăng cường giúp trí nhớ, tăng cường sinh lực. Nó biết luôn này, nó biết yến xào nó có tác dụng gì luôn, đúng tác dụng đấy luôn, đúng không anh? Đấy, tăng cường sức đề kháng này, cải thiện sức đẹp sức khỏe này, làm đẹp da này, giảm stress này, tăng cường trí nhớ này, tăng cường sinh lực, nó đúng luôn này. Khách hàng mục tiêu của sản phẩm đấy, thế anh thấy không? Bao giờ thế khách hàng mục tiêu của anh là gì, bao gồm những đối tượng nào, đặc điểm và nhu cầu của họ, thấy chưa? Vừa rồi mình vừa mới làm cái mục này đây này. Rồi, cái tiếp theo là điểm khác biệt của sản phẩm của anh so với sản phẩm khác trên thị trường, bao gồm chất lượng, giá cả, thương hiệu, anh thấy chưa? Đấy, tiếp theo là giá cả và cách thức mua hàng, bao gồm các kênh bán hàng, hình thức thanh toán, phí vận chuyển, thời gian giao hàng. Đấy, tiếp theo là tầm quan trọng của sản phẩm đối với khách hàng, bao gồm lý do tại sao sản phẩm yến xào lại là lựa chọn tốt nhất cho khách hàng, được chưa? 4. Tiếp theo là điều gì làm cho sản phẩm yến xào của bạn đặc biệt, bao gồm những giải thưởng đã đạt được, những chứng nhận chất lượng, những cái bài đánh giá của khách hàng. Đấy, thì đây là những cái nó gọi là USP, tức là Unique Selling Point, tức là cái điểm bán hàng độc đáo của anh. Điều gì làm cho sản phẩm của anh trở nên khác biệt so với sản phẩm khác. Ok không? Đấy, okay. Thì anh về anh nghiên cứu, anh viết theo những cái thông tin mà nó ấy này, em copy vào trong phần chat cho anh nha. Được chưa? Ok chưa? Anh về anh cứ dựa theo những cái yêu cầu này của nó, anh viết ra một bài, thì cái bài đấy chính là cái bài giới thiệu cực kỳ tuyệt vời. Sau đó thì từ cái bài đấy mình sẽ tách ra nó khoảng độ tầm 3 đến 5 cái video nhỏ, mỗi cái video giới thiệu một phần. Ví dụ như là một cái video giới thiệu về mục tiêu lợi ích sản phẩm, được chưa? Đấy, mục tiêu cái thứ hai đấy là giới thiệu về gì ạ? Về sự khác biệt của sản phẩm của mình với so với các đối thủ khác, so với những cái thị trường. Nói chung là sự khác biệt, sự độc đáo của sản phẩm của mình. Cái thứ ba đó là gì ạ? Lý do tại sao họ cần phải sử dụng cái sản phẩm yến xào mà lại phải sử dụng của mình. Đấy. Anh làm 3 cái video đó, hoặc là hơn nữa thì anh làm 5 cái video. Một cái video thứ tư đấy là video nói về cái sự uy tín của thương hiệu của mình, cái quy trình sản xuất của mình, cái công nhân của mình, rồi cái quy trình chọn lựa nguyên vật liệu của mình, cái quy trình xử lý nguyên vật liệu của mình,
quy trình đóng gói của mình, quy trình là dạng sản xuất của mình, quy trình mà dạng vận chuyển của mình, được chưa? Tức là giới thiệu để cho họ tăng cái uy tín, cái thương hiệu của mình lên, được chưa? Và cái video số 5 đấy là video hướng dẫn sử dụng, đúng không ạ? Đấy, hướng dẫn họ sử dụng từng bước, bước 1 là gì, bước 2 là bước 3 là gì, để cho nó hiệu quả nhất cho từng các cái loại bệnh hay từng các cái đối tượng khác nhau, người già sử dụng như nào, người trẻ sử dụng như nào, trẻ con sử dụng như nào, người mang thai, bà mẹ cho con bú thì sử dụng như nào, được chưa? Đấy, thì anh làm 5 cái video như vậy thì là anh gọi như là lúc nào khách hàng mà hỏi anh phát, anh tung cho họ 5 cái video, họ xem hết 5 video, họ wow luôn, mà họ à tôi biết rồi, thế là tôi cứ thế là gì, là đã bút ký hợp đồng, cứ thế là mua hàng thôi, không cần anh phải nói nữa. Ok không anh, như vậy có dễ không? Ok anh chụp cái màn hình ấy thì họ đây nè, có đấy, em gửi vào phần chat đây. Quá hay luôn. Hay không anh? Quá hay rồi, bao nhiêu anh chị em trong phòng Zoom này thấy rằng là rất hay thì comment xuống hay thế này. Đấy, coi như là Huy trở thành cái gì ạ? Nhà tư vấn doanh nghiệp dựa trên con ChatGPT. Bây giờ mình không nói là ChatGPT mình làm, mà mình làm xong mình gửi cho khách, khách wow này. Đúng không? Mình không cần phải là giỏi, nhưng mà gì ạ? Mình biết cách đặt câu hỏi, ngay lập tức mình trở thành nhà tư vấn doanh nghiệp. Và mấy ông doanh nghiệp gọi là lớn, gọi là một trong hai đơn vị gọi như là duy nhất ở Việt Nam. Cái đơn vị kia là Yến Xào Khánh Hòa, nó của nhà nước rồi. Mình là đơn vị tư nhân duy nhất ở Việt Nam được phép xuất khẩu yến xào chính ngạch. Anh em thấy có lớn không? Tư vấn cho cả doanh nghiệp lớn nhất, tư nhân lớn nhất ở Việt Nam, tức là về mặt cái ngách đấy của anh là anh lớn nhất. Mình cứ nhận như thế đi, bởi vì không có thằng nào có cái đấy thì mình cứ nhận đi, đúng không anh? Nhưng mà anh có chắc là một mình anh là có xuất khẩu giấy phép xuất khẩu yến xào tư nhân không? Dạ, chứ, tại vì mình phải làm việc với lại cái bằng thị trường á, quản lý mà về thực phẩm, về sạch thức ăn rồi đó. Ở tập đoàn Việt Nam chia làm bốn, chia làm bảy vùng, mình ở vùng bảy thì Yến Xào Khánh Hòa nó vùng 4, có nghĩa là mình phải được Mỹ, nó phải ủy quyền cho Bộ Nông nghiệp Việt Nam á. Rồi Bộ Nông nghiệp Việt Nam mới chỉ xuống từng khu vực để mà xuống nhà máy mình giám sát. Nó cực lắm. Em biết mà. Tất cả nó cho mình biết là có bao nhiêu doanh nghiệp đi được, nó báo mình biết thôi. Em cũng đã từng tư vấn cho một mấy bên làm về xuất khẩu qua Mỹ rồi. Thì để mà xuất khẩu qua Mỹ nó là khó nhất. Anh chị em xuất khẩu qua Nhật, qua châu Âu dễ hơn qua Mỹ. Đấy, hoặc là các cái sản phẩm xuất khẩu như là nông nghiệp, về cá tra, về rau củ quả, xuất khẩu sang Mỹ là khó nhất. Nó cần khoảng 15 loại giấy tờ. Rồi mình phải thuê luật sư. Trong thời gian làm là một năm đó, mà mỗi năm mình bị bên Bộ Nông nghiệp Mỹ reset lại lần. Vâng. Anh đã có giấy xuất khẩu sang châu Âu chưa? Châu Âu thì dễ mà, châu Âu nó dễ thì có Mỹ Úc có. Đấy, châu anh chị em dễ luôn. Thế thì anh chị em mới biết là để mà xin được giấy phép mà xuất khẩu yến xào qua Mỹ thì không hề đơn giản một tí nào. 15 cái loại giấy tờ khác nhau, đúng không ạ? Đấy, và anh ấy làm được thì chứng tỏ anh nghĩ là một cái doanh nghiệp lớn, đúng không? Mà nó lại là gì ạ? Doanh nghiệp tư nhân duy nhất ở Việt Nam. Đấy, mình thêm một cái chữ tư nhân vào phát thì tự nhiên mình thành duy nhất ngay, đúng không anh? Mà nó phải là duy nhất thì nó mới gọi là USP, nó là độc đáo. Đấy, ok nhé. Đấy là chúc mừng anh. Anh cứ lấy cái danh là doanh nghiệp tư nhân duy nhất ở Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch yến xào sang Mỹ. Đấy, và các quốc gia khác thì lúc đấy thì dạ, uy tín anh lên lợi mầm luôn, và lúc đấy anh bán rất là dễ. Rồi ok nhá, thì anh cứ okay. Về trả lời những câu hỏi đấy đi, xong rồi anh em mình ngồi với nhau tiếp, em hướng dẫn anh tiếp nhá. Ok rồi, tiếp theo là chuyển sang cái phần của Huy nhá. Quang Huy ơi, bật Huy. Nghe đây. Ừ. Bây giờ em muốn sản xuất cái video hay là bài viết quảng cáo về điện thoại đúng không? Vâng. Đầu tiên là mình cứ làm bài viết trước nhé. Dạ vâng. Thứ nhất này, bài viết quảng cáo về điện thoại thì hiện nay nó có rất nhiều rồi. Nó không có cái gì là khó khăn hết, đúng chưa? Mình chỉ cần xáo xáo những cái bài viết có sẵn thôi, mình đã ra cái bài viết mới rồi. Đúng chưa? Thế thì thứ nhất ấy, là em có cái bài viết mẫu nào đó, em copy, em dán vào trong ChatGPT, em bảo nó viết lại cho tôi.
thế là em có bài viết mới rất là dễ. Và mỗi lần em nhấn gì ạ, à, nhấn refresh nó lại ra cho em một bài viết mới. Vâng. Cho nên là mình muốn cái loại nội dung content nó hơi hài hước một chút thì chắc giờ nhìn nó có làm được. Bây giờ em có một cái đoạn bài viết quảng cáo nào đấy không, gửi vào phần chat anh demo luôn cho em. Có không? Em đang muốn nói về cái gì, sản phẩm gì, đang muốn nói về cái đang muốn nói về cái gì, em copy em gửi vào phần chat anh demo luôn cho em. Có thể tạo ra một bài viết mang tính chất hài hước, có thể kể một câu chuyện liên quan đến cái sản phẩm đó. Hôm qua sáng hôm kia anh giới thiệu, anh hướng dẫn cho đại sứ ấy, đại sứ chat GPT ấy, thì anh đã làm cái việc này. Hôm đấy là em không vào đúng không? Bao nhiêu anh chị em ở trong phòng Zoom này đã là đại sứ của Học viện AI thì comment số 1, còn chưa phải là đại sứ thì comment số 2. Bao nhiêu anh chị em chúng ta thấy rằng là ChatGPT nó là một công cụ rất hay, và nếu mà chúng ta lan tỏa cái giá trị này cho mọi người thì mọi người sẽ rất là thích và mọi người sẽ cảm ơn mình. Đấy. Thế thì việc của mình ấy thì không phải là việc mình kiếm được bao tiền từ cái việc làm đại sứ, mà việc của mình ấy đó là gì ạ? Là mình lan tỏa được bao nhiêu giá trị cho mọi người, và cái việc mà mình lan tỏa ấy, nó được ghi nhận lại bằng cái đường link đại sứ để mình có thể kiểm soát được, kiểm tra được. Nếu anh chị em nào ấy mà chưa phải là đại sứ ấy thì nhấn vào cái đường link mà Huy vừa gửi trên phần chat ấy để anh chị em đăng ký trở thành đại sứ, ok không ạ? Kiểu dạng hàng như thế thì có thể là chỉnh sửa ra ý để nó chuyển sang kiểu dạng khác được không? Em đây là cái bài nó liên quan, nó không liên quan đến sản phẩm của em. À, tức là mình phải có sản phẩm vào rồi. Thì em muốn cái gì? Điều em muốn là gì? Em muốn câu like, câu view hay là muốn gì? Mình muốn đưa cái sản phẩm của mình đồng với lại cái quan điểm của mình. Cái điều cuối cùng em muốn là gì? À, tức là chạm đến nhiều khách hàng hơn, mà cũng trong đó có sử dụng cái sản phẩm của mình. Ví dụ như là thiết bị điện thoại này. Ừ. Thì bây giờ em muốn bán điện thoại thì em phải cụ thể nó ra. Vâng. Em phải cụ thể ra. Bây giờ nhá, có hai cái. Một cái thứ nhất để em xây dựng thương hiệu cá nhân và thương hiệu cái cửa hàng của em. Cái thứ hai để em xây dựng thương hiệu cho cái điện thoại đấy. Hoặc là em muốn bán cái sản phẩm đấy, em bảo là có chương trình khuyến mãi nào, thì em viết một cái bài nói về cái chương trình khuyến mãi của em. Được chưa? Vâng vâng. Thế thì em muốn quảng cáo cái điện thoại, bán cái điện thoại ví dụ iPhone Pro Max 14. Cái thứ hai là em quảng cáo về cái cửa hàng của em. Thì em muốn làm bài viết về cái phần nào? Bây giờ mình cụ thể ra một cái việc đi, một cái bài đi. Đừng có chung chung nữa. Thầy lại mua cho em một cái bài quảng cáo về cửa hàng của mình đi ạ. Về cửa hàng của em thì em phải cho anh cái nguyên liệu, cho anh cái thông tin thuộc cửa hàng của em ở đâu, có cái gì đặc điểm. Vừa mới tư vấn cho anh Dũng này, đó là của em có gì độc đáo hơn so với thằng khác. Vâng. Em phải viết xuống cho anh những cái gạch đầu dòng để anh còn sử dụng chứ, không có gạch đầu dòng sao được. Thì có cái bài viết về cửa hàng của em chưa? Bây giờ em đánh để mua vài gạch đầu dòng thì có vào để chuyển sở viết áp cho nó. Giờ mới ngồi mới gánh gạch đầu dòng. Phải có sẵn rồi thì copy vào mọi người thôi chứ. Chẳng nhẽ em chưa có bài viết nào về cửa hàng mình bao giờ? Có không? Em chưa lưu được, phải mò lại cái content thế cơ rồi. Thế thì ông nghỉ đi. Hôm nay có học làm video không? Hôm nay không học làm video nhé. Video học hôm trước học làm video rồi nhé. Cho nên là những cái video hướng dẫn cách mọi người làm video ấy, thì đã có ở trong nhóm kín. Anh chị em ở trong nhóm kín thì mình xem lại. Mình biết là rất nhiều anh chị em ở trong nhóm kín nhưng mà không chịu xem video đấy, thì đấy là những cái tài liệu mà rất là quan trọng mà mình xem xong mình phải thực hành, mình phải làm. Bạn Nhung là có ở trong nhóm kín chưa? Nhóm private chưa? Hello, Nhung này hình như có rồi. Đấy, thì xem lại cái video vào cái bài viết ghim, vào phần ghim
xong bên dưới nó có cái, các video từ là làm kịch bản này, sau đó là gì ạ, là điều chỉnh giọng nói AI này, text to speech này, rồi làm video này, là có hết. Mò mẫm lắm thầy. Mò mẫm là sao? Ý là khó ấy. Hay là em chăm chỉ mò mẫm? Khó nhỉ? Khó bây giờ muốn nghe lại đúng không? Hay sao? Bây giờ nghe lại ở đây với nghe lại video khác gì nhau? Bây giờ tôi bật video lên cho nghe nhé. Video nó làm gọi là đã chuẩn hóa rồi. Đây ví dụ anh chị em trong cái nhóm kín đấy, nhóm kín đâu, sâu luôn đấy anh chị em luôn. Nó đã chuẩn hóa rồi, cứ thế mà làm thôi, nó dễ hơn. Những kiểu con lười thôi. Đây này, tạo kịch bản này, đây nhá. Phải xem cái này thì mới nhìn được. Đây nhá, tạo kịch bản bằng ChatGPT này, có video rồi này. Em thấy là anh chị em đọc được đó, nhưng mà còn cái mà ChatGPT là tại vì em cũng chưa có biết, nên là để mà lấy được cái nội dung của cái video mà nó hấp dẫn thì em chưa biết. Nhưng mà nếu mà cái cách sử dụng và cái của cái Victory á thì em thấy là anh chị rất kỹ và em có thể là tự làm được. Đây là cái ứng dụng cái ChatGPT quá đơn giản, quá dễ. Đầu tiên đăng nhập vào ChatGPT này, đấy. Sau đó là mình qua cái phần yêu cầu khách hàng này, để làm cái ví dụ yêu cầu cái bên họ cho mình cái chữ đó, để mà mình làm cái video. Đây là cái yêu cầu mô tả họ, nó rất là ngoan. Copy cái mô tả họ nha, sau đó dán vào bên chỗ ChatGPT, copy, đấy. Sau đó là gì ạ, dán vào sang cái phần ChatGPT này, đấy. Nên mình sẽ quyết định vào gì ạ, quyết lại cho tôi đấy, cái đoạn văn bản này đấy, để làm quảng cáo đấy, để làm video quảng cáo trên YouTube. Và sau hai chấm dán cái đoạn văn bản này lên tơ đấy. Thế là sao ạ, nó tự động nó đưa cho mình cái kịch bản YouTube luôn, nó muốn rằng là phải biết YouTube đấy, cho nên là nó biết kịch bản đúng để cho người đọc ở trên YouTube luôn đấy, và rất là nhanh luôn đấy. Ok không, mình sẽ tới cho lúc cực kỳ nhanh đấy, rất nhanh đúng chưa. Rồi sau đó thì sao, mình copy cái phần này luôn cho khách hàng, mình nói rằng là em đã viết lại cho anh phần kịch bản YouTube rồi, đây anh duyệt giúp em, ok chưa. Đấy, khách hàng rất là bất ngờ vì là gì, mình copy những cái dữ liệu của họ mà mình có thể là gì đưa ra một kịch bản cực kỳ là hay và sáng tạo, và bây giờ mình gửi tặng vào trong cái đoạn chat ở phía sau đi. Đấy, thì gửi tặng vào đây nhé. Đó, thì mình gửi khách hàng này. Đấy, bạn đang thấy chưa, tại sao mình muốn mình lại tạo ra cái mới. Đấy, nó lại bước ra một cái mới hoàn toàn mới luôn, mỗi lần nó bước ra một kịch bản khác nhau ấy. Đấy, anh em đúng không? Bạn đang tìm kiếm một giải pháp cho việc xử lý nước ở trong gia đình, nước máy chưa qua xử lý trong chứa nhiều tạp chất và ô nhiễm là có vấn đề. Đấy, anh em thấy không? Đấy, xong rồi mình lại sang, mình quay trở lại mình xem nó làm sao cái mới, mình lại copy. Đấy, ở đây mình nhìn thấy này, bạn đang phải đối mặt với một tình trạng nguồn nước sinh hoạt ô nhiễm với nhiều cặn bẩn và tạp chất, khiến cho các thiết bị trong gia đình của bạn bị ố vàng, bám cặn và tắc nghẽn, điều này không tốt cho sức khỏe. Đấy, thì bây giờ mình đang nhận, mình lại copy cái kịch bản này đó, mình lại gửi cho khách hàng. Và đây là gì ạ, em tạo thêm cho anh một kịch bản nữa để gì ạ, để chọn lựa chọn chị em ạ. Các mô hình sao lại tạo thêm kịch bản nữa, bây giờ chị em tưởng tượng mình tạo ba cái kịch bản khác nhau, ba kịch bản khác nhau trong cái dữ kiện nó đưa cho mình chỉ trong đó gì ạ, trong một tích tắc như vậy, thì là chị em thấy là khách hàng có wow không, quá là wow luôn này, đúng không ạ. Đấy, anh chị em thấy không, cái kịch bản số 3 này đã xong rồi này, mình đã copy này, mình đã gửi cho khách hàng. Đấy, anh chị em thấy ba kịch bản khác nhau hoàn toàn, không kịch bản nào giống kịch bản nào. Đấy, anh chị em thấy ok không ạ, quá là đủ luôn đúng chưa, có đâu đấy, đúng rồi. Đấy, có 3 phút thôi, có gì đâu, đúng chưa? Xong lại chuyển văn bản thành giọng nói này, video có sẵn rồi đã. Còn là tôi hướng dẫn anh chị em cách để có thể tạo ra tiếng nói giọng nói của AI. Đấy, video này có 2 phút thôi. Anh nhá, chuyển text sang nọ giọng nói nhé, đưa mình vào sang FPT.AI, xong đăng nhập vào, em chọn cái phần text to speech nhé. Đấy, ở đây có rất nhiều cái giọng nói khác nhau. Đấy, thì chúng ta có thể chọn một trong số gần 10 cái giọng nói ở đây nhé, chính cái giọng nói ở đây nhé. Đặc biệt thằng này nó cho mình 100.000 ký tự một tháng, anh chị em, 100.000 ký tự một tháng. Vừa rồi mình mới dùng được có khoảng độ chưa 10.000 ký tự. Đấy, còn 90.000 ký tự là tôi thoải mái mà dùng, anh chị em. Đấy, thì đầu tiên là mình copy cái kịch bản mà mình đã dùng ChatGPT nó làm xong nhé. Đấy, mình dán vào đây. Chào mừng bạn đến với ứng dụng đọc văn bản tự động. Chào mừng bạn đến với ứng dụng đọc văn bản tự động. Có rất nhiều các giọng khác nhau anh chị em có thể lựa chọn, thoải mái lựa chọn. Và ngoài ra thì mình có thể giúp anh chị em có một cái kênh nữa, đấy là thằng TTFV nhé.
Vì vậy, hãy luôn hài lòng với cuộc sống của bạn, hãy hạnh phúc, tâm tồn khoảnh khắc của cuộc sống. Đấy, chị em thấy không? Rất là hay luôn, có hai giọng nói và bên này nó có thêm bốn giọng nói này, có hai đại sư luôn. Chương trình của bạn có thể nhận dạng được hình ảnh chi tiết và nhiều định dạng khác nữa. Với sự giúp đỡ của Cloud Machine Learning, chương trình của bạn có thể nhận dạng được hình ảnh chi tiết. Mấy cái này là phụ luôn. Chương trình của bạn có thể nhận dạng được hình ảnh chi tiết và nhiều định dạng. Với sự giúp đỡ của Cloud Machine Learning, chương trình của bạn có thể nhận dạng được hình ảnh chi tiết và nhiều định dạng khác nữa. Thì anh chị em có thể chọn cái phần trả phí nhá, mình thấy thì nó cũng xem xem thôi. Ở đây là phần giá nhá, anh chị em thấy là miễn phí nhá, mình đăng ký member được 2.000 ký tự mỗi một lần convert và 150 cái convert một ngày, nói chung là thoải mái, và hơn 100 cái boy với 30 ngôn ngữ khác nhau. Nhưng còn nếu mà mình mua cái trả phí thì có 5 đô một tháng thôi, tính ra quanh khoảng độ 100.000 gì đó, 100.000 một tháng cũng có rẻ. Với 5 đô một ký tự để convert và không giới hạn được convert mỗi ngày, đó tuyệt vời luôn. Thì có hết rồi mà. Sao bên nhóm Zalo không thấy video ạ? Đây là video dành riêng cho các bạn ở trong nhóm kín nhé. Đấy, khi mà Huy hướng dẫn này, sau đó Huy sẽ làm lại các cái video này, sau đó là gì ạ? Cho nó ngắn gọn lại này. Đấy, cho nội gửi ở trong nhóm kín, chỉ anh chị em trong nhóm kín mới có thôi. Thậm chí khi bị gãy chân gãy xương. Bạn Thái Bình tắt mic nhé. Thì khi đủ động. Chính vì là Huy biết là anh chị em ấy là học rất là nhanh, cưỡi ngựa xem hoa không thể nhớ được, cho nên Huy đã làm những video ngắn, video 2 phút, 1 phút, 2 phút, 3 phút để hướng dẫn anh chị em cách mà làm. Được nhỉ? Chuyển sang giọng nói ghép lại em lại thấy khó, chuyển sang giọng ghép vào là em lại thấy khó. Thì có cái video đó mình xem đi gì ạ? Mỗi video có 2 phút thôi mà nó giới thiệu hai loại AI khác nhau để mà gì ạ? Để mà mình làm, đúng chưa? Đấy. Làm sao được vào nhóm kín liên hệ với cả trợ lý của Huy nhé. Trợ lý đâu rồi? Trợ lý giơ tay lên này. Bạn để lại số điện thoại, trợ lý Huy sẽ hỗ trợ nhé. Ok nhé. Đấy, thì các cái video hướng dẫn nó đã có rồi. Cho nên là gì ạ? Là anh chị em xem đi xem lại. Anh chị em xem đi, anh chị em làm đi. Anh chị em không làm được, anh chị em lại vào Zoom, anh chị em hỏi. Một tuần Huy có Zoom vào dạng sáng thứ ba, sáng thứ năm, sáng thứ bảy, 3, 5, 7, đúng không ạ? Cứ 10 giờ sáng anh chị em vào, anh chị em hỏi. Nhưng anh chị em chưa làm, anh chị em vào, anh chị em hỏi, nó không có nguyên liệu để mà Huy hướng dẫn. Nếu mà anh chị em làm rồi nhé, anh chị em vướng như nào đấy, anh chị em vào hỏi, Huy làm hộ anh chị em luôn, làm ra video cho anh chị em luôn, được không? Nhưng mà mình phải có nguyên liệu, mình không làm thì Huy lúc Huy hỏi là thế cái này đâu, nó mình không có thì lúc đấy nó gì ạ? Nó mất thời gian. Đúng chưa? Bạn không làm được, Huy làm cho bạn luôn. Làm miễn phí cho bạn luôn. Nhưng quan trọng là bạn phải làm. Sau đó bạn hỏi thì Huy mới có thứ để Huy trả lời. Bạn không làm Huy hỏi. Bạn, anh ơi làm thế nào? Thế Huy hỏi là thế thì tài liệu của em đâu? Nguyên liệu của em đâu? Không có thì chịu. Đúng không? Ok nhé. Rồi. Thế thì Nhung Lê nhé. Làm đi. Ở đây Huy mong muốn điều này này. Huy không mong muốn là ví dụ như là Huy là cái người làm video và có rất nhiều người nhờ Huy làm video. Và Huy lấy 500.000 một cái video, đấy là cái giai đoạn này, giai đoạn mà Huy cũng vừa làm vừa thực hành vừa học nhé, thì mới có cái giá đấy thôi. Còn sau này cái giá làm video của Huy nó sẽ vào đưa vào 2 triệu một cái video như vậy, ok không ạ? Đấy, và sau này Huy muốn là như này này, là Huy sẽ nhận những cái video từ các cái đối tác, bởi Huy là IOK là BNI đấy, rồi Huy có cái cộng đồng lớn của mình đấy, thì sau này Huy nhận những cái đối tác đấy, ví dụ như là Huy hướng dẫn anh chị em cách để mà làm video để mà có thể bán được trên những cái trang như là Upwork hay là Fiverr. Đấy, thì anh chị em có thể kiếm tiền bằng cách làm video đấy. Cái đó mà Huy mong muốn đấy, không phải là Huy làm cho anh chị em một cái hai cái để kiếm 500.000, mà Huy muốn dạy anh chị em cách làm để anh chị em tự kiếm được tiền. Cái thứ hai nữa là Huy muốn là gì ạ? Là Huy nhận những cái job như vậy về cho anh chị em làm. Ví dụ anh chị em biết cách làm video rồi thì ví dụ như một cái video 500.000 đi, thì là mình chia nhau, ví dụ như là chia 50-50, Huy 50, anh chị em 50, hoặc là 60-40 đấy, thì tùy vào cái năng lực của anh chị em, ok không ạ? Như vậy đấy là cái điều mà Huy muốn, tức là xây dựng một cái cộng đồng những anh chị em mà kiếm được tiền, tức là mình phải kiếm được tiền từ cái thị trường về ChatGPT này, từ cái thị trường này, đúng không ạ? Thì lúc đấy thì anh chị em mình mới đi với nhau lâu dài được, đúng không ạ? Chứ còn Huy làm cho anh chị em một cái video xong là hết chuyện, không có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng mà gì ạ? Nếu như mà Huy nhận 10 cái video, anh chị em làm cho Huy 10 cái video thì nó lại câu chuyện khác. Huy nhận 100 video, anh chị em làm cho Huy 100 cái video thì nó câu chuyện khác. Mình có cái thu nhập nó đều đặn, nó lâu dài, chứ không phải là bán một lần là xong, đúng không ạ? Và trong thời gian tới thì Huy rất là bận, không có thời gian để làm video. Bây giờ đang có khoảng độ gần 10 cái video đang chờ Huy làm, Huy chưa có thời gian để làm. Anh em thấy không ạ? Rất nhiều người đặt hàng làm video bằng ChatGPT
bằng AI, nhưng mà không có thời gian để làm vì nó gì ạ, vì quá bận luôn đó. Cho nên Huy muốn xây dựng một cộng đồng những anh em mà cùng làm với nhau đấy, cùng kiếm tiền với nhau, và quan trọng nhất là mình phải kiếm được tiền. Đầu tiên ấy là những cái video này mình làm để mà mình quảng cáo cái bản thân của mình, để mình xây dựng thương hiệu của mình trước. Cái thứ hai nữa đấy là mình áp dụng vào trong công việc, ví dụ như của anh Dũng, ví dụ như của bạn Huy, ví dụ như của bạn Đào Anh đâu rồi, áo mất rồi đấy. Ví dụ thế, áp dụng vào trong công việc của mình được chưa ạ? Sau khi áp dụng trong công việc của mình rồi thì mình lại có thể kiếm tiền từ cái kỹ năng đấy của mình đó. Cái quan trọng nhất anh chị em phải lên kỹ năng, phải có kỹ năng. Đấy là lý do tại sao mà Huy mở những cái Zoom để mà hướng dẫn anh chị em, để anh chị em gì ạ, làm được từng bước từng bước. Đúng rồi, anh Dũng nhanh đấy, đã ngồi gọi là làm rồi. Viết bản sao quảng cáo Facebook cho Yến Sào, nhấn mạnh tính bổ dưỡng sức khỏe, bồi bổ công ty Việt Sun. Đấy, có số điện thoại emoji, sử dụng emoji hashtag, cuối cùng dùng CTA. Hay quá, anh đã dùng ChatGPT để mà gì ạ, để mà tạo cho anh một cái bài viết quảng cáo về Yến Sào rồi, có cả gì ạ, hashtag, có cả emoji. Đấy, xin chúc mừng anh Dũng, anh thấy không ạ, rất tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, đấy là cái điều mà Huy muốn, đó là anh chị em phải tự làm được. Nhung Lê này, câu chuyện này chỉ là một ví dụ tưởng tượng để giúp bạn hiểu hơn về những tác động tiêu cực áp lực về ngoại hình và ảnh hưởng đến tâm lý của một người. Đó, đúng rồi. Đấy, đây là câu chuyện này cũng là viết từ ChatGPT, đúng không ạ Hà Nhung? Đúng không ạ? Đấy, sau đó mình bắt đầu sử dụng những cái nguyên liệu này để mình làm video quảng cáo. Ok không? Mình sử dụng những nguyên liệu này để mình làm video quảng cáo. Đấy. Thì đấy mới là cái gọi là áp dụng vào trong công việc và trong thực tế. Anh chấm cho ý kiến cải tiến. Chấm cho ý kiến cải tiến. Anh nhờ nó chấm luôn. Nhờ nó cải tiến luôn. Anh làm mấy cái gọi là cái phiên bản, sau đó là anh tự tìm ra cái phiên bản tốt nhất để anh làm. Đúng không? Và cái này mới chỉ đang là cái gạch đầu dòng thôi. Từ cái này anh chuyển nó thành kịch bản video, đúng không ạ? Từ cái này chuyển thành kịch bản video. Đó. Thì như kịch bản video vừa rồi em hướng dẫn đấy, là 5 cái kịch bản video khác nhau, 5 cái khía cạnh khác nhau, rất tuyệt vời. Đấy, đây chính là cái điều mà Huy muốn là anh chị em phải sử dụng ChatGPT để áp dụng trong công việc của mình, bởi vì nó cực kỳ mạnh, thực sự nó rất là mạnh, đúng không ạ? Rồi, tuyệt vời. Đấy, thế thì bây giờ mình sẽ tiếp tục khai thác cái sức mạnh của con ChatGPT này thêm nữa nhé. Đấy, để mà mình áp dụng vào trong việc marketing và bán hàng. Thì nó có, để mà sử dụng được cái công cụ này của nó ấy, thì mình phải biết được những cái gọi là câu lệnh, những cái câu lệnh nào, cái câu lệnh mà mình sẽ nên sử dụng. Bởi vì mình không có câu lệnh ấy, thì mình nhiều khi mình bị bí tử. Cho nên việc của mình ấy, nó phải thực hành. Mình phải thực hành nhiều câu lệnh. Mình thực hành nhiều câu lệnh thì mình sẽ bớt bị bí tử, đúng không ạ? Thế thì ở đây anh chị em có thể thực hành các câu lệnh. Đây, ví dụ như là Huy đã có tổng hợp 150 câu lệnh dành cho cái việc mà đây là cái câu lệnh đóng vai. Đây. Đây. 150 câu lệnh không thể bỏ qua để tăng tốc công việc năm 2023. Ví dụ thế. Ví dụ như là về marketing đi. Về marketing hay về business hay về content. Đấy ạ. Thì mình có những câu lệnh như nào. Đấy. Ví dụ về viết content nhé. Rất nhiều anh chị em đang quan tâm đến việc viết content nhé. Thì câu lệnh về viết content đi sau. Ví dụ như là tôi cần giúp đỡ để phát triển một kế hoạch bài học về các nguồn năng lượng tái tạo cho học sinh. Đấy. Hoặc là tạo lịch nội dung truyền thông xã hội sáng tạo cho tháng tới cho công ty chúng tôi về chủ đề lựa chọn, được chưa ạ? Như vậy là gì ạ? Là mình có thể gì ạ? Tạo một cái lịch, nha. Tạo lịch nội dung truyền thông xã hội sáng tạo cho tháng tới cho công ty Việt Sun. Công ty của anh Dũng là Việt Sun đúng không? Đúng rồi. 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 Về chủ đề anh muốn lựa chọn là gì ạ? Yến Sào thức ăn bổ dưỡng cho sức khỏe và phục hồi sau bệnh. Đúng rồi. Được chưa? Đấy, mình xóa lên cái này đi. Đấy chưa? Đấy, mình bảo nó là gì ạ? Trình bày dưới dạng bảng
Đó. Rồi, dưới đây là lịch nội dung truyền thông xã hội sáng tạo trong tháng tới của công ty Việt Sun về sản phẩm Yến Sảo. Đấy, nội dung bài viết này. Ngày 1 tháng 3, hôm nay là tháng 3. Ừ. 1 tháng 3 chia sẻ nội dung về Yến Sảo đối với sức khỏe phục hồi sau bệnh. 5 tháng 3 giới thiệu sản phẩm Yến Sảo của Việt Sun. 10 tháng 3 hướng dẫn cách sử dụng Yến Sảo trong các món ăn. 15 tháng 3 tư vấn cho người bệnh về cách sử dụng Yến Sảo để hỗ trợ điều trị. 20 tháng 3 chia sẻ những lợi ích của Yến Sảo đối với làn da. 25 tháng 3 đăng tải đánh giá của khách hàng về sản phẩm Yến Sảo Việt Sun. 30 tháng 3 chia sẻ về công thức món ăn với Yến Sảo. Được không anh? Được. Ừ. Nhưng mà nó có mấy ngày nó mới làm cái thay vì mình mỗi ngày mình đăng một bài. Ờ thì đây là mình nói là theo tháng. Nó làm theo tháng thì nó bảo là mấy ngày đăng một bài thôi, 5 ngày đăng một bài. Đúng không? À. Thế mình bảo là gì ạ? Cho tôi lịch gì ạ? Cho tôi lịch. À cho tôi 30 tiêu đề. Đấy. Hấp dẫn để quảng cáo sản phẩm Yến Sảo trong 30 ngày. Được chưa? À Yến Sảo viết sai chính tả. Đây, thì nó cho anh 30 ngày anh cứ thế mà anh là áp dụng vào gì đâu. À đúng chưa? Mình lấy cái số thứ tự đó mình tiếp tục kêu tạo bài viết. Đấy, từ ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9, mùng 10. Được chưa? Ok. Rồi, bây giờ gì ạ? Đấy, bây giờ mình bảo nó gì ạ? Viết cho tôi bài quảng cáo về quảng cáo theo tiêu đề số 1. Số 1 là gì? Yến Sảo thực phẩm đa chức năng cho sức khỏe và làm đẹp. Được chưa? Viết cho tôi bài quảng cáo theo tiêu đề số 1. Đấy. Dài 800 từ. Hoặc là 1000 từ. Được chưa? Đấy. Sử dụng ngôn từ thôi miên có đặt vấn đề giải pháp kêu gọi hành động. Đấy. Có sử dụng biểu tượng mặt cười emoji. Đấy. Có hashtag kèm theo ở cuối bài. Được chưa? Đấy. Yến Sảo thực phẩm này, tiêu đề này. Thực phẩm thiên nhiên giúp phục hồi sức khỏe và tăng cường miễn dịch này. Đấy. Chào mừng bạn đến với thế giới của Yến Sảo, món ăn bổ dưỡng và tinh túy của thiên nhiên. Bạn có biết rằng Yến Sảo không chỉ là một món ăn ngon mà còn là thực phẩm vô cùng quý giá với nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Nhìn chung chúng ta đang sống trong một thời đại đầy áp lực stress, ô nhiễm môi trường. Đặt vấn đề đấy, nó đặt vấn đề đấy. Thói quen và ăn uống không lành mạnh, tất cả những yếu tố này có thể khiến chúng ta trở nên yếu đuối, dễ bị bệnh. Vậy làm thế nào để giải quyết vấn đề này và duy trì sức khỏe tốt? Đó là câu hỏi mà nhiều người đang tìm kiếm câu trả lời. Tuy nhiên đừng lo lắng, chúng tôi có giải pháp hoàn hảo cho bạn. Yến Sảo, sản phẩm của chúng tôi được làm từ tổ chim yến, được chế biến một cách tinh túy, mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Được không anh? Quá siêu luôn. Thế nhà không? 30 ngày anh ngồi một lúc rồi xong rồi anh đưa lên fanpage rồi anh đặt lịch nó tự động nó đăng. Thế có phải là một ngày anh làm cho cả 30 ngày không? Đúng rồi. Mà bình thường anh phải thôi là xong. Bình thường anh phải thuê một cái thằng mà là chuyên nó viết cho anh, bây giờ là gì ạ? Bây giờ chẳng cần thằng nào anh tự ngồi anh làm luôn, có phải anh tiết kiệm được khoảng độ tầm 10 triệu một tháng không? Đúng rồi. Đúng chưa? Đấy. Chăm sóc fanpage mà cũng tốn 6-7 triệu một tháng. Đấy, chăm sóc fanpage 6-7 triệu một tháng, bây giờ anh ngồi 2 tiếng xong rồi anh làm 30 bài anh đăng lên, mỗi ngày đăng một bài lên. Anh mất độ 2 tiếng, anh cho là hẳn một ngày đi. Cho hẳn một buổi đi, anh còn tìm ảnh anh đăng lên nữa, đúng không? Ảnh thì anh có rồi, ảnh sản phẩm của anh có rồi. Thế là anh không có đầy đủ hết. Ảnh thì có rồi, đấy, bây giờ thì chẳng đến một ngày, cần 2 tiếng, 3 tiếng mà anh xong hết. Trong lúc mà nó viết này thì anh đăng xong một bài rồi. Ừ. Được không? Được, quá được. Trong fanpage này, quá tuyệt vời luôn đi nữa. Rồi, đấy. Rồi, ví dụ thế, tạo tập lệnh video 2 phút cho chiến dịch quảng cáo Facebook với dịch vụ mà chúng tôi mô tả. Đấy. Đấy nha, lại copy cái này. Đấy,
Bây giờ nó bảo là gì ạ? Tạo, không phải tạo tập lệnh mà tạo câu lệnh, tạo lời thoại video 2 phút cho chiến dịch quảng cáo Facebook. Đấy, quảng cáo dịch vụ mới chúng tôi, quảng cáo sản phẩm mới của chúng tôi, quảng cáo sản phẩm mới, sản phẩm mới của chúng tôi. Đấy. Sản phẩm hay dịch vụ của anh là sản phẩm hay dịch vụ? Sản phẩm, cái này là sản phẩm, sản phẩm mới của chúng tôi. Bây giờ anh liệt kê những cái điểm độc đáo của anh đi, những cái điểm độc đáo này, điểm độc đáo này của sản phẩm này là gì? Hương vị mới. Hương vị mới làm sao? Hương vị tức là mình ra những cái sản phẩm mới với một hương vị mới chưa có trên thị trường. Cụ thể là hương vị mới như nào? Giống như là mình làm cái yến hủ là nhãn hột sen, hai cái phối trộn nhau, hương vị nhãn phải hột sen, cộng bún xào này. Rồi gì nữa? Nho, nho nhãn, rồi hạt sen, táo, bốn cái. Đó là mấy sản phẩm mới của mình. Rồi đấy, được chưa? Rồi hương vị mới, ngoài ra còn cái gì độc đáo nữa anh? Chưa, mình mới làm hương vị mới, cái gì độc đáo ta. Còn những cái khác là cũ, anh đang nói về sản phẩm mới không? Thì cái sản phẩm cũ của anh có cái gì độc đáo không anh? Nói ra. Sản phẩm cũ và độc đáo là thời gian không được chất bảo quản. Không. Sản xuất trên... Rồi anh cứ nói sản xuất trên... Hả? Anh cứ nói đi. Không sử dụng chất bảo quản. Rồi anh nói sản xuất trên hệ thống máy tự động. Sử dụng công nghệ tiệt trùng bằng cao bằng áp suất, áp suất hơi nước bảo quản. Ba cái đó. Rồi một số cái về đặc điểm về công ty của anh đi, ví dụ như là đơn vị tư nhân duy nhất ở Việt Nam, ở Việt Nam có giấy phép, có giấy phép xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ chính này, đúng không? Và thị trường Mỹ, đúng không ạ? ISO 2008. Ok chưa? Rồi, thử nhé. Okay. Đấy. Đây. Cái đoạn này anh có cần không? Em copy ra 24 cái tạm thời. Copy đi cho nó dễ. Tại vì mỗi lần ra là ra một bài hoàn toàn mới. Đúng rồi, nó lại ra khác nhau. Nó khác nhau nữa. Nhiều khi cái bài sau nó dở hơn bài trước, có khi nó hay hơn, khi nó dở hơn. Đúng rồi. Đây. Khung hình mở ra với tiếng nhạc nhẹ này. Đấy, giọng nam nữ vu vơ. Chào mừng bạn đến với chiến dịch quảng cáo của chúng tôi. Xin giới thiệu bạn, hương vị độc đáo chưa từng xuất hiện trên thị trường, được sản xuất trên hệ thống máy móc hoàn toàn tự động, không sử dụng chất bảo quản và tiệt trùng bằng công nghệ áp suất hơi nước bão hòa, thấy chưa? Tiếp theo là khung hình hiển thị sản phẩm với hương vị này, nhãn hạt hồ sen này. Đấy, lại giọng nữ. Bạn có thích nhãn và hồ sen không? Tương tự sự kết hợp hương vị đặc trưng của nhãn cùng vị giòn ngọt của hạt sen tạo nên hương vị hoàn toàn mới đầy hấp dẫn. Tiếp theo là khung hình hiển thị sản phẩm với hương vị nho, nhãn, hạt sen, táo, giọng nam. Hoặc bạn có thể thử vị nho với nhãn, hạt sen, táo. Sự kết hợp táo bổ dưỡng vị của nho và hương vị đặc trưng của nhãn, hạt sen tạo nên một trải nghiệm ẩm thực thật tuyệt vời. Đấy, tiếp theo là khung hình hiển thị nhà máy sản xuất và các quy trình sản xuất, giọng nữ. Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất trên hệ thống máy móc hoàn toàn tự động, đảm bảo sự an toàn và chất lượng sản phẩm. Chúng tôi không sử dụng bất kỳ hóa chất bảo quản nào trong quá trình sản xuất. Khung hình hiển thị hệ thống tiệt trùng bằng hơi áp suất nước bão hòa, giọng nam. Chúng tôi sử dụng công nghệ tiệt trùng bằng áp suất hơi nước bão hòa, đảm bảo sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Khung hình hiển thị sản phẩm đóng hộp xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Mỹ và giấy phép ISO, giọng nữ. Chúng tôi tự hào đơn vị tư nhân duy nhất ở Việt Nam. Chưa có xong. Để lâu quá là nó quên thì nó lại viết lại từ đầu. Đấy, viết lại từ đầu nó lại cho mình kịch bản mới. Đấy, video bắt đầu bằng hình ảnh về sản phẩm mới của chúng tôi, một chiếc hộp màu trắng đơn giản được thiết kế đầy sáng tạo. Một giọt nước từ từ rơi vào chiếc hộp, làm cảm giác sảng khoái tươi mới của nó được hiển thị lên màn hình. Hay chưa?
một giọng nói phát biểu. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao có một món ăn như thế này trên thị trường? Đó là vì chúng tôi không chỉ đơn thuần là một sản phẩm mới mà còn những đặc điểm mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ sản phẩm nào khác. Đấy, những hình ảnh cắt ghép nhanh của quá trình sản xuất được hiển thị kèm theo giọng nói giới thiệu. Chúng tôi đã tạo ra một hương vị mới hoàn toàn khác biệt trên những gì bạn đã từng thử. Đấy. Đấy. Hương vị nhãn kết hợp với hột sen hoặc hương vị nho kết hợp với nhãn hạt sen và táo. Chúng tôi đã chọn những nguyên liệu tốt nhất, không dùng bất kỳ chất bảo quản nào và sản xuất hoàn toàn tự động trên hệ thống máy móc hiện đại. Hình ảnh của hệ thống sản xuất được hiển thị cùng với giọng nói giới thiệu. Và để đảm bảo sản phẩm của chúng tôi luôn được đạt chất lượng tốt, chúng tôi sử dụng công nghệ tiệt trùng bằng áp suất hơi nước bão hòa. Điều này giúp loại bỏ mọi vi khuẩn, đảm bảo sản phẩm luôn tươi mới và an toàn cho sức khỏe của bạn. Cuối cùng, hình ảnh sản phẩm được hiển thị trên màn hình với giọng nói kêu gọi hành động. Hãy thử ngay sản phẩm mới của chúng tôi và cảm nhận sự khác biệt. Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm hương vị tuyệt vời này. Hãy ghé thăm website của chúng tôi để biết thêm thông tin về sản phẩm và mua hàng ngay hôm nay. Thấy không? Đấy, video kết thúc với logo của công ty và hashtag Yến Sào mới. Đấy, nó còn cho kịch bản, nó còn hình ảnh nào kết hợp với giọng nói nào. Đúng chưa? Đấy. 2 triệu quá đi nữa. Đáng quá gì nữa, bình thường để mà anh nghĩ ra kịch bản này cũng phải đau đầu. Thì đó là con tập video được 2 triệu đó. Đấy, diễn kịch bản là 2 triệu. Chưa tính đến việc làm, mỗi kịch bản đã là 2 triệu. Đấy. Làm thì khoảng được làm khoảng 5 triệu đến 6 triệu. Đúng rồi. Vòng vòng một khoảng như vậy. Bởi vì bây giờ nếu mà mình làm cách nào mà mình video mình làm được tự động ở đây nó thì quá dữ luôn. Đúng rồi. Video mình có thể là sử dụng hình ảnh mình lọc lại thành một cái video quảng cáo đó. Ừ, đúng rồi. Thì anh coi anh hướng dẫn cái đó coi cái nào hay ấy. Cái nào hay như nào ấy? Tức là mình ghép từ những cái hình ảnh, những cái đoạn video ngắn của mình biến thành một cái video kịch bản giống như cho thì em nó đưa ra này. Vâng. Thì cái đấy đơn giản, nó có gì đâu, anh dùng CapCut. Đúng. Miễn phí, anh dùng CapCut anh ghép thôi, có gì đâu, ghép xong rồi anh cho chữ vào nó chạy là xong, có gì đâu. Nhá. Đấy. Đấy, có được bữa làm cái video rồi. Em có bữa nó ngại rồi. Vâng. Đấy. Đấy, có rất nhiều câu lệnh để cho anh chị em thử nhá. Có rất nhiều câu lệnh để mình thử đó. Và cái quan trọng nhất đó là mình sử dụng cái sức mạnh con này. Trước đây là Huy có một cái người bạn, bạn ấy bạn chuyên là cái người viết kịch bản cho các cái video. Và mỗi kịch bản bạn ấy viết là bạn thu từ 2 triệu cho đến 5 triệu. Và bạn ấy phải mất rất nhiều thời gian bạn ấy viết được một kịch bản sáng tạo, một kịch bản hay. Thì bây giờ bạn ấy thất nghiệp. Nhưng không, bạn ấy không thất nghiệp mà bạn ấy sử dụng thằng này để bạn tạo nhiều kịch bản hơn, hay hơn, bạn kiếm nhiều tiền hơn. Đấy, và chi phí lại thấp hơn. Chi phí thấp hơn bởi vì sao? Bởi vì tốc độ làm việc của bạn ấy nhanh hơn, bạn ấy nhàn hơn, nhưng bạn ấy kiếm được nhiều hơn. Chi phí thấp hơn đồng nghĩa với cả việc cái người ta sẵn sàng chi nhiều tiền hơn. Thay vì họ chi 2 triệu một kịch bản, bây giờ họ chi 2 triệu được 4 kịch bản. Đấy, thì họ sẽ làm nhiều hơn. Ngày xưa bạn phải làm mất 2 ngày mới được một kịch bản, bây giờ bạn làm mất 2 tiếng bạn làm ra được 40 kịch bản khác nhau. Chỉ bằng ChatGPT. Đấy, cho nên hiệu quả công việc của bạn ấy tăng lên rất là nhiều. Đấy, cho nên là Huy nhắc lại với anh chị em lần nữa, đó là gì ạ? Phải nhanh chóng làm chủ ChatGPT, phải nhanh chóng gọi là sử dụng được sức mạnh của nó. Con này nó mạnh vô cùng luôn anh chị em. Nó không chỉ là những câu nói chuyện vu vơ vớ vẩn đâu, mà nó có thể làm được rất nhiều thứ, đặc biệt là trong lĩnh vực mà marketing, quảng cáo, viết bài. Đây chính là cái thứ mà Huy thấy là mạnh nhất đấy ạ. Ngoài ra thì còn những cái thứ khác nữa. Cái thứ mạnh nhất của ChatGPT đấy là gì ạ? Đấy là lập trình, là coding. Cái đấy là cái mạnh nhất, nhưng mà cái đấy thì nó lại ở trong cái ngách lập trình, mình lại không chuyên vào cái lập trình. Nhưng mà mình thấy rằng là hầu hết anh chị em, kể cả anh chị em bán hàng, kinh doanh hay làm gì chăng nữa, thì mình cũng phải tìm cách để marketing. Marketing thứ nhất là marketing cái thương hiệu của mình, cái công ty của mình. Cái thứ hai đó là marketing gì ạ? Chính bản thân của mình, gọi là nhân hiệu, đúng không ạ? Đấy. Và marketing thì bây giờ chúng ta biết rồi, chúng ta kết hợp giữa diện bài viết, kết hợp với hình ảnh, kết hợp với video, thì con này nó giúp mình làm được cả ba cái đấy. Thứ nhất là bài viết thì quá là easy rồi, quá dễ rồi. Thứ hai là hình ảnh thì con này kết hợp với DALL-E hoặc là kết hợp với cả gì ạ? Kết hợp với cả Midjourney hoặc một loạt các cái con AI khác
Đấy, mình sẽ hướng dẫn anh chị em rất nhiều con AI có thể tạo ra hình ảnh, không chỉ có Midjourney đâu, có những con khác, nhưng mà hiện nay Midjourney đang là cái con mà có thể tạo ra hình ảnh đẹp nhất, đỉnh nhất, nhanh nhất. Đấy. À, kết hợp với con này để tạo ra video, ví dụ như dùng Pictory, dùng in video và còn một số cái thằng khác nữa cơ, mình cũng đang nghiên cứu đó. Thì video, hình ảnh, âm thanh, văn bản kết hợp với nhau nó tạo ra được cái để mà mình làm thương hiệu, xây dựng thương hiệu cho cá nhân, xây dựng thương hiệu cho công ty, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho cái hệ thống của mình đó. Mà mình nên tận dụng nó, mình nên tận dụng nó, đừng có thờ ơ với nó, đừng có. Có nhiều người bảo tôi bận quá, tôi không có thời gian để nghiên cứu. Chính vì tôi bận cho nên tôi phải dành thời gian để nghiên cứu nó. Để làm gì ạ? Để sau này tôi bỡ bận. Anh chị em comment xuống điều này. Vì tôi bận cho nên tôi phải nghiên cứu thằng này. Thế bây giờ một cái thằng bây giờ ngày xưa nó viết 2 ngày mới xong một kịch bản, bây giờ nó viết 1 ngày nó viết xong được 40 kịch bản. Thì thưa anh chị em là thằng nào bận hơn thằng này? Đúng không ạ? Vì mình bận cho mình không tìm hiểu nó, cho nên mình suốt ngày mình vẫn tiếp tục mình bận. Nhưng mình tìm hiểu nó thì mình sẽ giảm thời gian đi, mình sẽ đỡ bận hơn. Đỡ bận hơn thì lúc đấy thì mình sẽ làm được những việc cao cấp hơn, đúng không? Thay vì mình cứ phải ngồi nghĩ những cái thứ khó như. Bây giờ cái gì mình cũng hỏi ChatGPT hết anh chị em. Cứ anh chị em hỏi cái gì là Huy hỏi, từ trừ những cái mà Huy trả lời được luôn. Còn không là gì ạ? Cứ vào cho họ ChatGPT giải hết. Chính vì tôi bận cho nên tôi cần phải làm chủ ChatGPT. Không chỉ ChatGPT đâu mà nó là gì ạ? Nó là toàn bộ những cái con AI khác. AI ChatGPT nó là công cụ. Công cụ để làm gì ạ? Để giúp cho mình làm nhanh hơn, nhàn hơn, dễ hơn. Ví dụ như hôm nay thôi, anh chị em nhìn thấy là Huy ngồi hướng dẫn cho anh Dũng một lúc thôi, anh đã gì ạ? Ui, tiết kiệm được bao nhiêu tiền, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, đúng không? Đúng không anh Dũng? Đúng ạ. Đấy. Đúng rồi. Thế có phải mà mình đỡ bận đi không? Dùng con này để đỡ bận đi, thế mà cứ bảo bận mà không chịu nghiên cứu, không chịu dùng nó thì đấy là gì ạ? Đấy là một sai lầm rất là lớn. Đấy là sai lầm rất lớn của anh chị em. Cho nên là gì ạ? Hãy nhanh chóng áp dụng nó, làm chủ nó. Anh chị em không hiểu chỗ nào nhắn tin vào trong nhóm hỏi Huy, kể cả là nhóm kín hay nhóm bên ngoài thì Huy đều hướng dẫn, đều giúp đỡ anh chị em hết, đúng không? Chỉ có là gì ạ? Quyền lợi ở trong nhóm kín đó là gì ạ? Là những cái video giống như ngày hôm nay Huy cũng sẽ quay video lại với gửi vào trong nhóm dành cho những anh chị em nào mà hôm nay bận không xem được, không vào được Zoom thì mình xem lại. Nhóm ngoài thì không có video nhưng mà Huy vẫn sẽ chia sẻ một số cái phòng Zoom, Huy chia sẻ ra nhóm ngoài, nhóm bên ngoài. Còn nhóm riêng thì sẽ có những cái đặc quyền, sẽ ưu đãi riêng. Hoặc là anh chị em hỏi thì ví dụ trong cái nhóm chung này, trong cái Zoom chung này, anh chị em hỏi thì Huy sẽ ưu tiên hơn những cái người ở trong nhóm kín, Huy trả lời trước. Và thậm chí là Huy làm cùng với anh chị em luôn. Anh chị em có thương hiệu, có nguyên liệu. Đấy, giống như anh Dũng đấy, là Huy ngồi làm cùng với anh luôn. Sau đó là ra kết quả copy gửi cho anh. Được chưa? Đấy, như vậy là gì ạ? Là anh có luôn được cái kịch bản để anh làm. Sau anh bảo là bây giờ anh vẫn không biết làm video, thôi làm hộ anh này, ok, em làm hộ anh luôn. Đúng không? Thế thì còn gì nữa? Nếu mà Huy làm trực tiếp ở trong các phòng Zoom này, làm hộ anh ấy luôn, không lấy tiền, được không ạ? Nhưng nếu mà anh bảo anh đặt hàng làm thì lúc đấy là Huy ngồi Huy làm riêng. Nhưng còn làm để hướng dẫn anh chị em này thì Huy làm không lấy tiền và ra kết quả cho anh luôn, được không? Anh chị em thấy không ạ? Bởi vì cái Zoom này là Zoom hướng dẫn, đúng không ạ? Zoom hướng dẫn và Huy cần những cái câu hỏi, Huy cần những câu hỏi, bởi vì anh chị em phải đặt câu hỏi thì Huy mới có nguyên liệu để Huy làm. Anh chị em không đặt câu hỏi giống ChatGPT, anh chị em không đặt câu hỏi ChatGPT nó chỉ là cái gì ạ? Là vô tri thôi. Đấy. Nhưng mà nếu mà anh chị em đặt câu hỏi thì đấy là gì ạ? Đấy là cơ hội để nó thể hiện tài năng của nó. Được chưa? Cho nên Huy cũng muốn anh chị em khi mà vào trong các phòng Zoom của Huy ấy, thì hãy chuẩn bị câu hỏi. Được chưa? Mà trước khi chuẩn bị câu hỏi tốt nhất là mình hãy thử đi. Mình thử nghĩ các cách để mình trả lời câu hỏi đấy đi. Mình trả lời cái vấn đề của mình đi. Nhưng mình không làm được thì bắt đầu vào trong Zoom mình hỏi. Đấy, thì khi đó thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em. Được không ạ? Bao nhiêu anh chị em đồng ý với cái cách làm việc này để mà mình áp dụng nó vào trong thực tế nó càng sớm càng tốt, bởi vì cái mong muốn của Huy đấy là ứng dụng ChatGPT và AI vào trong công việc, trong kinh doanh. Và anh chị em phải làm được. Đấy, không làm được hỏi. Được chưa ạ? Đó tức là mình làm nhưng không được nhưng hỏi, nhưng mà chưa làm mà hỏi nó Huy không thích. Đúng không ạ? Chưa làm mà cứ hỏi xong đầu Huy hỏi lại. Tức là hỏi một cách rất là hời hợt thì nó không nên, mà mình sẽ thử đi. Mình thử đi. À có hướng dẫn này mình thử đi. Hướng dẫn này mình thử đi. Đấy. Ví dụ như là những cái câu lợi hoặc những cái bài giới thiệu lý thuyết tối hôm qua của Thánh Vương chẳng hạn, thì buổi sáng ngày hôm nay, đáng ra buổi sáng hôm nay là Huy muốn là gì ạ? Là chia sẻ lại các cái câu lệnh của Thánh Vương, sau đó là mình thử nghiệm luôn. Nhưng mà vì có anh em có câu hỏi cho nên Huy ưu tiên, bao giờ thế, ưu tiên các câu hỏi. Không có câu hỏi thì mình sẽ thực hành lại. Thế thì Huy cũng yêu cầu anh chị em làm cho Huy cái bài tập như này, đó là gì ạ? Tất cả những câu lệnh của Thánh Vương chia sẻ thì trong nhóm kín anh chị em có gì ạ? Có video để xem lại, đúng không?
ở nhóm bên ngoài không bao giờ anh chị em có video luôn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đây là video bản quyền, được chưa? Trong nhóm kín anh chị em có video xem lại, và khi anh chị em xem lại, anh chị em làm việc này chú ý, đây là bài tập về nhà nhá. Đấy là thầy Vương có câu lệnh nào thì việc của mình là copy đúng nguyên si câu lệnh đó, đưa vào chat GPT xem cái phản hồi nó như nào, đúng không ạ? Sau khi nó có phản hồi rồi, anh chị em làm ơn làm thêm bước này nữa, đó là chụp hình cái phản hồi, cái câu lệnh cộng với phản hồi gửi vào trong nhóm để làm gọi là gì ạ? Nộp bài tập. Được không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em sẵn sàng làm bài tập như vậy để là gì ạ? Nhanh chóng mình làm chủ chat GPT và biến lý thuyết thành gì ạ? Thành thực tế, biến gì ạ? Biến kiến thức thành gì ạ? Kỹ năng. Bao nhiêu anh chị em sẽ đồng ý là làm bài tập này để biến cái kiến thức đó thành kỹ năng để mà gì ạ? Để mình làm được. Thì comment là tôi đúng không? Comment là tôi. Những anh chị em nào chưa vào nhóm kín thì nhanh chóng vào nhóm kín, Huy sẽ hướng dẫn giao bài tập chữa bài cho anh chị em. Thì đây mới là cái thứ mà nó tạo ra sự khác biệt của mình. Khi mà tất cả những người ngoài kia họ chưa biết cách sử dụng, họ mới chỉ đang biết về chat GPT thôi, họ nó là cái này, nó là cái kia, thì mình đã áp dụng nó vào trong công việc rồi. Giống như này, hai thằng đối thủ đánh nhau này, thì tự nhiên mình có một thanh kiếm gì ạ, thần kỳ ở trên trời rơi xuống, thế là mình chiến thắng đối thủ của mình. Tất cả những thằng làm điện thoại bây giờ nó chưa biết cách sử dụng chat GPT vào trong công việc của mình, bây giờ mình sử dụng chat GPT vào trong công việc của mình chạy ra mỗi ngày mình làm ra gọi gì ạ, 5 cái bài viết quảng cáo khác nhau nhẹ như lông hồng luôn, đúng không ạ Quang Huy? Nhưng mà mình phải ứng dụng vào, mình phải làm. Bây giờ mình chưa ứng dụng thì mình vẫn giống như những thằng là bán điện thoại khác, nhưng bây giờ mình ứng dụng vào thì mình đi nhanh hơn nó, mình xa hơn nó. Giống như là mình có một cái thanh bảo kiếm, nó không có, mình có, thế nhưng mà bây giờ mình có lợi thế hơn nó, đúng không anh em? Mình có lợi thế hơn nó, và khi mình có lợi thế hơn ở trong thương trường, nó gọi là thương trường là chiến trường, đúng không ạ? Thương trường là chiến trường. Nếu mà mình không có lợi thế hơn thằng khác, mình không có USP thì mình sẽ nhanh chóng bị gì ạ? Loại bỏ, và mình gì ạ? Mình có cơ hội để nhận được cái thanh bảo kiếm đó, vậy mà mình lại từ chối, vậy mình đã bỏ đi, mình không dùng thanh kiếm đến tay rồi, mình lại vứt nó đi không dùng, lại chơi tay bo giống như ngày xưa. Bởi vì sao? Ngày xưa mình chơi tay bo nó quen rồi, bây giờ có kiếm mình không biết dùng, bây giờ có kiếm mà không biết dùng thì nó gì ạ? Nó vô dụng, nó thành thanh sắt rồi. Đấy, cho nên là gì ạ? Huy nói lại một lần nữa, đấy là mong muốn tất cả anh chị em trong nhóm kín và kể cả anh chị em bên ngoài nữa, đó là mình nhanh chóng sử dụng được chat GPT. Đây là cái điều mà Huy mong muốn, và nó là sứ mệnh của Huy, giúp cho gì ạ? Giúp cho Việt Nam nói chung, đó là gì ạ? Mọi người, con người Việt Nam nâng cấp cái hiệu suất làm việc của mình lên. Và từ cái việc nâng cấp hiệu suất làm việc của mình lên ấy, thì mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Và khi mọi người đều kiếm được nhiều tiền hơn thì quốc gia của chúng ta sẽ mạnh hơn, sẽ giàu hơn, sẽ hùng cường hơn. Đấy chính là cái điều mà Huy mong muốn. Và tất nhiên mình đóng góp một phần nhỏ nhoi nào đó vào trong cái công cuộc đó, đúng không ạ? Cho nên là dạ, có những cái bảo kiếm, có công cụ hay này thì anh chị em nhanh chóng làm chủ đó. Ok nhé. Đấy thì cảm ơn anh chị em vì đã tham gia cái vòng Zoom ngày hôm nay, rất là nhiệt tình. Xin chúc anh chị em chúng ta sẽ phát triển hơn trong thời gian tới. Gặp khó khăn gì thì cứ hỏi, Huy có thể không trả lời được thì Huy sẽ nghiên cứu tìm hiểu các tài liệu để trả lời cho anh chị em. Đấy chính là cái điều mà mình mong muốn. Ok không ạ? Rồi, cảm ơn anh chị em một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.